Dương Lê, chào chị Ngọc Diệp nha, chào chị Diệu Hòa, xin chào hết cô chú anh chị, xin chào cả nhà, chào chị Diệu Hòa, chào chị Khanh Lê, xin chào hết cô chú anh chị nha. Em like khoảng chừng 2 tiếng thôi chị, 2 tiếng rồi, bây giờ một mấy rồi, 12 mấy, 1 giờ mấy, khoảng tầm 2 tiếng thôi. Tranh thủ bán buổi trưa xíu, xin chào hết cô chú anh chị, chia sẻ giùm em có quà game nha. Em xin chào cả nhà. Chị buổi trưa vui vẻ nha. 2023 ngày 6 tháng 3 nữa cả chị. Ngày 30 tháng 3. 6 tháng 3 rồi. Và thị trường vẫn như vậy. Chào Novita, chào chị Ruby Nguyễn, chào Tấn Huy nha. Tấn Huy nha, xin chào hết cô chú anh chị. Chúc anh chị buổi trưa vui vẻ. Xin chào cả nhà. Chào anh Thắng Trương, xin chào hết cô chú anh chị nha. Chào anh Phúc Hòa, chào chị Hứa Siêu Luân, xin chào cả nhà. Em vô hơi trưa để trễ chứ cũng ráng buồn xíu, đằng trưa có ít đơn cho đỡ áp lực cái chỗ với Yến Trúc. Xin chào cả nhà nha, chào cô Út. Chia sẻ giùm em cho cô chú anh chị. Hello, em chào chị Tư Phùng, chúc chị Tư Phùng thiệt nhiều sức khỏe nha. Bán nhanh tay nha, cảm ơn chị. Bán nhanh tay. Đây, cô chú thấy gì không? Nè, chia sẻ giùm em tặng quà. Sẽ tặng quà. Game. Mặc dù bán 2 tiếng mà cũng có quà game. Nhỏ nhỏ xương xương. Phần quà game. Giá bộ chia sẻ giùm em nha. 70 view em tặng chị 2 cây. Anh đi được 100 view em tặng chị 4 cây luôn. Gấu trúc, một combo luôn 4 cây. Cô chú anh chị chia sẻ giùm em gấu trúc Thái nha. Thấy em là vui mà tối thì nhẹ. Chị đâu? Đây, gấu trúc hàng Thái nha các anh chị. Hàng Thái mịn cây khỏe ghê. Bởi em nói chị là họ chỉ có để hàng ép bột, họ để họ bán cây lớn vào cho mình thôi, họ để họ trồng. Cô chú anh chị thấy không? Cây nào ra cây nói lực ghê không? Đó, ép bột của gấu trúc nè. Hôm nay like gì mới hả chị? Chị thấy hả? Có, em thì em đi lại thôi. Còn chỗ Yến chiều sẽ có hàng mới cho cô chú anh chị. Xe tải đang lấy hàng chị. Chiều live chiều là sẽ hồ điệp. Cũng lâu lắm rồi, cũng tầm trước Tết, sau Tết tới nay mới có hồ điệp về lô đẹp cho cô chú anh chị mà giá rẻ nữa. Chiều nay sẽ có hồ điệp hàng bông. Đó, anh chị ra phía sau không? Thấy nguyên cái màn hình không? Đó, nguyên phía sau luôn, rất là nhiều màu đẹp. Đó, chiều nha, giờ em có lên cái đó để dành chiều. Giờ em lên cái xương xương nha. Lấy ảnh chấp cho trẻ chó chứ có xinh đi còn hỏi. Trời, có xinh đi. Ai cho hình mừng lắm các anh chị. Cô chú anh chị chăm cây lan mà cái cho em xin hình là em vui lắm. Thật sự là rất là hạnh phúc các anh chị nha. Hello, em chào chị Tú Xuân Trương. Anh chị chia sẻ giùm em nha. Giả bộ 100 view em tặng chị 4 cây luôn. 70 view tặng 2 cây nha, 70 view tặng 2 cây. Em like 2 tiếng thôi. Rồi combo gấu trúc hàng Thái nè các anh chị. Hàng nhập Thái nè, cây mình tuy thấp thấp nè, bằng phân nửa cây người ta. Cây mình bằng phân nửa cây người ta các anh chị, mà nó ít thân lắm. Anh chị đã mua trước đó rồi anh chị sẽ thấy. Gấu trúc mà anh chị, mà hàng Việt Nam mà nó cây thấp chủng vậy nè. Đó, nhưng em bán nhập cây Thái, em nhập cây Thái. Mặc dù Việt Nam có nhưng em vẫn tự tin nhập cây Thái về cho cô chú anh chị luôn. Trời ơi, rớt cái chậu ra rồi. Combo 4 cây cho cô chú anh chị giá mềm. Hồ điệp mua thanh lý bữa cuối năm đang lên vòi hoa ngon lành. Em biết anh Thắng Trương chăm giỏi nè. Thấy anh dồn mấy cây hồ điệp em cũng sợ thiệt. Em chưa bao giờ dám trồng. Thậm chí em trồng nhà kín em còn chưa dám dồn cây nhà ảnh. Mà ảnh này anh trồng mà anh hay lên bông hả chị. Mạnh dữ luôn. Thiệt mạnh dữ. Nói thiệt, khen thiệt. Tại vì ít có ai mà dám dồn cây lại như vậy. Tại rủi ro rất là cao. Thậm chí nhà vườn em trồng cũng vậy. Nè cô chú anh chị ơi, có 4 cây mà bao nhiêu là vòi, bây giờ ngồi chơi đếm thử vòi nè. Nè em nhập Thái nha, hàng nhập Thái ý em cầm vậy để anh chị biết màu hoa nó như thế này. Và đặc biệt là nó rất là xiên bông và nhiều vòi bông. Một lần lên nó lật cây làm bông kinh khủng lắm nha các anh chị. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nè, 7 nè, 8, 9, 10 nè, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 vòi. Vòi còn đang lên nữa nè, còn đang lên tiếp tục nữa nè. Đó, có 4 cây 17 vòi. Vòi bông như vậy á chị, em bán là bán tính lá nha cô chú anh chị. Tại hàng này em nhập Thái về để biết cái lực cây mình nó khỏe. Cây này cao, tưởng đâu gấu trúc cây cũng thấp như da da mini da da hồng. Cây này lực cao nha các anh chị.
Vậy chị có cái bông của nó là cái kiểu bông nhỏ nên gọi là cây gấu trúc cho cô chú anh chị nha. Chia sẻ giùm em nha, lên 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 chị ơi, rồi lên. Trăm view tặng combo ít hơn là tặng 70 nha. Tặng quên, tặng 70 view là tặng đủ 70 rồi đó. Em thấy là tặng 2 cây. Còn đủ 100 thì mới tặng lên lên nha. Combo như thế này em đang đi cho cô chú anh chị 80 rồi kìa, lên 200 luôn nha. Trời ơi được, chị mừng lắm đó chị Diệu Hòa. Combo thế này có 220 các chị, 220.000 hàng Thái nha các chị. Hàng Thái khách em mê hàng Thái đúng, cô chú anh chị fan hàng Thái không các chị? Anh Thắng Trương nè, rất nhiều cô chú anh chị rất là mê hàng Thái cho cô chú anh chị luôn nha. Đó là có rút Thái cho cô chú anh chị 4 cây 220.000. 4 cây 220, 4 cây 220. 220 4 cây. Đó, một combo như thế này. Xịn xịn xịn, em đưa là chị biết là cây nhiều vòi, cây nào cũng nhiều vòi hết đó cô chú anh chị. Đó, cây nó dày không à, 3 4 vòi nhưng mà em bán là bán lá cho cô chú anh chị nha. Hàng này em nhập Thái về. Một combo em sẽ lên lại trong cái trưa live này, là thứ nhất là gấu trúc. Có sót được mấy cây Robusta, hôm bữa em bán thì khách hỏi em tưởng là hết mà chị, nó lên lòn sót một sọt khoảng chừng 10 cây cây Robusta cho cô chú anh chị đó. Anh chị nào có lấy Robusta thì còn khoảng chừng 10 cây, em còn khoảng 10 cây nha. Robusta cái đó là em lên là cô chú anh chị ngọc điểm, em còn được mấy cặp ngọc điểm cam sữa cho cô chú anh chị thôi. Mấy cặp ngọc điểm cam sữa như này cây hai thân 190.000, lên xương xương tùm lum loại lộn xộn. Nói chung là em tua lại những cái gì mà cô chú anh chị có thấy trên trường đăng nhưng mà chưa bán hồ đẹp chiều, bây giờ không báo giá được. Rất là đẹp, rất là đẹp mà giá rẻ, anh chị bất ngờ luôn. Cây hồ đẹp bình thường từ trước từ sau Tết tới nay bán của chú anh chị từ 180 đâu giờ bán lên like. Hôm nay bán như lên like là nó rất đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ là màu bông nó đẹp, đặc biệt ở chỗ là giá rẻ nữa, nên cô chú anh chị đón cái like 2 giờ giúp em nha. 2 giờ bé sẽ lên dành cho cô chú chị nguyên một cái like chiều nay chuyên về hồ đẹp. Hồ đẹp nha, hồ đẹp trước xong sao hết hồ đẹp nó cũng ít thôi các anh chị. Mỗi màu chúng em về được 2 thùng thôi. Được chừng chục 40 cây cho nên cô chú anh chị nào hóng thì tranh thủ chọn cái hồ đẹp màu đẹp về chân cũng từ Tết tới nay rồi các anh chị nha. Hello, chào chị Bích Thị, xin chào hết cô chú anh chị nha. Bây giờ lên không nổi rồi. Nếu mà không đủ 100 view em xin phép tặng 2 cây nha cả nhà. Đây nha. Chia sẻ. Phường ơi cho em hỏi cây Vanda vàng Pháp em mua về bị vụng lá xử lý làm sao như thế nào? Chị có thể chụp hình cây ra giúp em được không? Rồi các bạn sẽ coi hình rồi bạn gửi, chị nói chị gửi hình qua tin nhắn, chị nói là gửi cái hình này cho chị Phượng thì em sẽ tắt offline xong rồi chiều em sẽ coi cây em phản hồi cho chị. Với lại chị coi giúp em cái chỗ mình treo có nhiều gió không nha, chỗ nào tù động nhiều thì nó sẽ chị tưới nước vào, nó nước nó nằm ở trong bẹ lá cô chú vậy, nó không có thoát ra được, nó dẫn đến đoàn rụng lá cho mình nha. Nhớ giúp em là phải treo cây Vanda mình cái chỗ thoáng nhiều gió giúp em. Rồi các bạn chị nói chị gửi hình qua, thứ nhất là chụp cái cây, thứ hai là quay vòng vòng cái chỗ mà khu chị để cây Vanda để em coi cây rồi em chia sẻ thêm với mình nha chị. Còn 6 người nữa thôi đó, 6 người nữa thôi đó. Em chào chị Thị Trang, xin chào hết cô chú anh chị. Lên đi các chị ơi, bán nè. Combo gấu trúc 4 cây 220.000, cái này em còn khoảng chừng chưa đến 10 combo nên cô chú anh chị nào lấy nha. Lên là lên nóc nhà luôn hả? Ok chị, bắt con gà luôn nè. Lên là em hát câu đó mấy cái nhỏ em cười hoài. Lên nha. Nhặt hết lá buồn và chia sẻ hết mình luôn nha. Đúng rồi đó, hết mình luôn. Rồi lên trăm ngàn tới chị rồi, tới chị rồi. Tiêu thụ rồi, tới chị rồi. Thiệt lên trăm thiệt. Rồi trăm kìa. Rồi trăm trăm. Có sao đâu, trăm trăm. Phải chịu chơi rồi, chịu chơi là phải chịu thôi, chơi có chịu chứ. Chơi chứ chịu đúng không? Xin chào chị Hằng Nguyễn, xin chào hết cô chú anh chị tặng nè. 4 cây nha, quay đó nha, quay đều. Cô chú để chị thấy không, cây nào em lên cũng đóng vòi á các chị à, tải bớt luôn á, tại vì nó quá cho vòi luôn nha. Gấu trúc Thái cho cô chú anh chị 4 cây 220, cái này em còn ít combo lên nốt cho cô chú anh chị nè. Anh chị nè, còn cái cọng không cũng cao bông các chị à nha, nó không phải là bông trên đây không, nó bông từ nách nữa nè,
bông từ nách nè, nách lá nào cũng cho bông nè, vòi nè, vòi nó cắt tua tủa cắt luôn nha. 4 cây 220 lẻ 60.000 một cây nha. Gấu trúc Thái, hàng này của Thái, em nói bởi vì Thái người ta đi trước mình ở chỗ là sao, cây những cây mà F1 người ta để bên đó người ta làm bán cái lớn không á chị, toàn sức hàng F2 F3 về cho mình thôi. Đó là cái thiệt thòi của nhà vườn mình. À rồi, quay xong ở lại nha, quanh đi dẫn á nha. Em công bố lại thể lệ của game. Anh chị chia sẻ giúp em phần quà game này nó tới 4 cây vì lỡ hứa rồi, phần quà game trị giá 220.000 cho nên cô chú anh chị phải chia sẻ giúp em 3 lần công khai lên dòng thời gian nha. Nếu quà game bị bơm thì em bây giờ cũng vậy, nếu cô chú anh chị có nhận hàng ngay thì ok, còn anh chị mà không có mặt hoặc là không hợp lệ thì mình sẽ để vào khoảng cuối live em sẽ quay nha. Quay xong chạy hả? Quay xong chạy à, ha. Nhớ nha, nhớ lâu mà thù rất là dai luôn hết nha. Rồi quay. Em quay nha. Quay em ở lại nha, không có chạy nha. Em lại không có chạy nha. Chơi chạy nha. Game. Ít cô chú anh chị thôi, em thấy có 40 mấy người chia sẻ á chị. Nên là chia sẻ nhiều nhiều giùm em nha. Tại vì sẽ không chia sẻ là không nhận quà được. Và ít nhất 1 phút trước khi bên em vào kiểm tra nha cô chú anh chị. Nha, quay nha, không chơi, bơm game nha. Ghê không? Chị không dám tuyên bố bơm game luôn rồi. Quay ở nhà. Được 4 mấy người thôi. Có rất nhiều cô chú anh chị không có thèm chia sẻ nè. Lâu lâu em cột cái túm cái đuôi gà lên chút á chị, chứ cũng già chát luôn á chị ơi. Quay hôm qua hình như chị Lý Hoàng, con chị Quý Hoàng nói là coi cái cô kia kìa, đừng có coi cô này like phải không. Hello em chào anh Năm Lai, lâu lắm mới thấy anh Năm Lai ủng hộ ta, có buồn giận gì với em, nó có làm gì anh Năm Lai buồn giận gì không nè. Em lên cấu trúc cho cô chú chị nha. Rồi em lên mấy cây Robusta, hàng sưu tầm, mấy cây lẻ, mấy cây còn sót lại á chị. Trong cái lô hàng Thái và một số anh chị hôm bữa mà chốt chưa được á, thì còn một cây mà khách xả ra em lên nốt cho cô chú anh chị luôn. Xong cái lên Robusta. Robusta còn mấy cây. Quay mỏi tay rồi. Facebook là Phong Mai. Phong Mai. Một cho Phong Mai ạ. Hai cho Phong Mai. 120 một chai anh Xuân Thương ơi, Super Thai Việt Nam đó rất là xịn, 120.000. Phong Mai, ba cho anh Phong Mai. Bốn cho Phong Mai. Có, Phong Mai có rồi. Để em coi có chia sẻ không nha. Phong Mai có rồi, tới không chị rồi. Phong Mai. Chia sẻ 2 phút, chia sẻ 14 phút. 3 lần, may quá. Em chia sẻ 2 lần 14 phút, tới lần trước 2 phút. Hên ghê không? Xíu lập chia sẻ 2 lần là không hợp lệ rồi. Phong Mai nè. Một chia sẻ 2 phút trước. 3 phút trước. Hợp lệ nha cô chú anh chị, 3 lần nha. Rồi 3 lần. Quay xong ở lại nha, chơi luôn mà cập nhật 47. Có nghĩa là view là như vậy nhưng mà chỉ có 40 mấy người có chia sẻ anh chị, chứ không phải là có bao nhiêu người đó coi. Có nghĩa là cái lượt người chia sẻ, cho nên em mới nói cô chú anh chị là vẫn còn một số cô chú anh chị chưa có chia sẻ. Thiết khiết hụt thì chiều có nữa mà. Một cây tặng cho mình nè, 2 cây, 3 cây, 4 cây em tặng cho chị Phong Mai nha. 4 cây gấu trúc, nhớ về giùm em cắt bỏ hết bông nha, ra chậu rất là nhanh khỏe luôn. Nhìn hàng này nhập Thái
nhập thái gấu trúc thái cho cô chú anh chị nha. Em lên combo khác 4 cây có 220.000 thôi, lẻ 60.000 một cây. 60.000 một cây. À, cái chai đó như thế này nè, Xuân Tương. Cây nè, 120.000 một chai. Hàng vườn em cũng đang xài cái này, hình như một khoảng ít nhất là một tháng chị phun đã hai lần. Từ hai lần trở đi để gì nó bơm rễ ra rất là nhanh nha các anh chị. Bơm rễ ra rất là nhanh đối với cái cây như thế này, cái chai như thế này. Xài thì 1ml mình xài 3 lít nước. Trong quá trình live của cái live trưa nay, cô chú anh chị có những câu hỏi nào liên quan đến liên quan đến việc chăm sóc cây lan, những cái vấn đề thắc mắc anh chị có thể chia sẻ, rồi bên em sẽ xen vào lòng ghép trong cái live này, sẽ trả lời cho cô chú anh chị luôn nha. Rồi, một cây như này 120, em lên một combo gấu trúc cho cô chú anh chị nè. Hàng này thằng Thái nha cô chú anh chị, siêu bông cực kỳ. 4 cây cho cô chú anh chị có 200. Ok ạ, à, ok em đặt qua messenger. Ok, đó, bụi như thế này, combo gấu trúc Thái cho cô chú 4 cây 220.000 nha. 220.000 cho 4 cây gấu trúc Thái nha anh chị. Anh chị để ý, trước đây em cũng có bán cô chú gấu trúc Thái là cái màu mới nhất của năm 2023 nha anh chị. Màu mới nhất của năm nay, trước em có bán hàng vườn của Việt Nam, nhưng cây mình nó thấp. Đó anh chị, cây thấp thấp như thế này thôi. Cây thấp thấp cực, cây này đây cao, giống này giống khỏe và cây cao vòi bông nè anh chị thấy không? Không ngớt vòi bông mà các anh chị đang đây, thân này hai vòi nè. Thân này hai vòi đang cắt nè. Đó, ở đây đang lên nè, một vòi đang nụ nè, một vòi nè, vòi nè. Ok, em nhận thông tin của mình nha. Mua gì thêm đi, sẵn có gửi hàng mua thêm ủng hộ shop em gì đó nha. Này 4 cây cho mình 220.000 một combo như thế này cô chú anh chị nào có lấy combo gấu trúc nha. 220.000 combo như thế này. Rẻ các anh chị, mà thực ra hàng này em nhập Thái. Hello, em chào chị Mắm Lớn. Em nhập Thái nha cô chú anh chị. Em nói rồi, hàng Việt Nam cũng có bán cho cô chú anh chị, mà lúc đó về bán cho anh chị lành cũng 50-55 ngàn. Nhưng mà cây thấp, cây nó tạng thấp. Còn cây này cô chú anh chị là cây tạng thân cao. Cấu trúc này là cây tạng thân cao. Cây nó đang rất là lực và rất nhiều vòi bông cho cô chú anh chị nè. Chị nhìn cái cây đã, chị biết nó xiên bông cửa nào. Mặt bông là rất là cưng. Mặt bông của gấu trúc nè cô chú anh chị, cho cô chú anh chị coi cái video mà khi mà làm bông của cây gấu trúc nè, nó như thế này. Video mà nguyên cái đoạn mà quay của cái lô gấu trúc anh chị nó đẹp lắm, nó rất là cưng, nó li ti nhìn rất là cưng. À, à, 4 cây cho cô chú anh chị có 220.000 thôi. Chị nè, xếp nhiều cây vào với nhau nhìn như thế này nè các anh chị. Đó, gấu trúc nha, mặt bông của nó nha, vào bông nha. Đẹp vô cùng, lum. Nó lung lên mà rất là xinh. Bông hàng này em nhập Thái. Tại sao hàng Việt Nam cũng có nhưng mà vẫn nhập Thái gì? Tại vì nó xiên bông và cây nó sẽ khác hẳn so với cây của mình nha. À, chớp tre đẹp không? À, dạ, từ cái offline cái coi giờ lo bán trước cái coi đây. À, đây các chị, đó, cây như thế này 4 cây 220.000 cô chú anh chị nào có lấy combo gấu trúc lấy nha. 4 cây 220.000 đó, như thế này đó, nhiều vòi, một cây combo như thế này chị nhìn ra bao nhiêu là vòi này, những cái vòi đang hiện hữu nghe, không có nói cái vòi mà đã cắt cây trên cái thân này rồi. 24 nè, 5 6 7 là 8 9 vòi bông. Cây này là 9 vòi bông, có hai thân mà 9 vòi bông nha. Đó, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 vòi bông. Cục combo như thế này 17 vòi bông nè các anh chị. Nó xiên như vậy đó anh chị, về gom một bọ chậu không ngớt bông luôn. Em lấy cho chị Hằng Nguyễn nha, em cảm ơn chị Hằng Nguyễn nhiều ạ. Em lên một combo gấu trúc khác cho cô chú anh chị nè. Còn à, cho chị đổ nó đây. Một cây nè nha. Hai cây, tại sao em phải nhập cái này về? Nó khác biệt so với cái hàng của mình các anh chị, cây thân cao hơn, lực hơn, nhiều thân hơn nha. Tại xíu em lấy thêm đổ nữa nè. Ba cây cho chị Quynh đi. Tại vì em còn có ít nữa em bán cho nó nốt hết luôn các anh chị. 4 cây cho chị Quynh đi nè, vòi đang lên, vòi kế tiếp nha. Em lấy 4 cây cho chị Quynh đi nha, em cảm ơn. 4 cây cho chị Quynh đi nè, rất là nhiều vòi bông cho mình nha. Vòi trên, vòi dưới, vòi còn đang nhố nữa nè. 4 cây cho chị Quynh đi, 220.000 hả anh chị. Em cảm ơn chị Quynh đi. Một cây, em lên một combo khác cho cô chú anh chị nè. Một cây. À, về trồng vỏ thông tốt hay than tốt nè. À, tơ than, thực ra than hay vỏ thông đều là những chất trồng rất là tốt đối với cây lan. À, ví dụ anh chị trồng than thì thời gian anh chị để mà thay giá thể, mà giá thể nó mục rồi nó thay đi thì nó lâu hơn. Than ví dụ anh chị 4-5 năm, vỏ thông tầm 3-4 năm.
em còn vỏ dừa anh chị là 2 năm anh chị phải thay. Mỗi loại đều một có cái ưu điểm riêng. Em cũng chia sẻ, em lên combo các em chia sẻ vì sao mình và nên xài cái gì thì tùy vào cô chú anh chị. Và mỗi loại chất trồng nó sẽ khác nhau. Để anh chị thấy em lên một combo 4 cây khác cho mình nữa nè. Cô chú anh chị nào có lấy combo cấu trúc này lấy nha. 4 cây cho cô chú anh chị 220 ngàn. Hồ đẹp thuần thang không có anh chị. Hồ đẹp đã thuần thang rồi là chỉ để trồng chứ không có ai cầm đi bán cho cô chú anh chị. Nếu có vài cây người ta chia sẻ thôi. Rồi em nói về cái giá thể. Ví dụ giá thể vỏ dừa. Và hầu hết tất cả các nhà vườn Việt Nam và Thái đều xài vỏ dừa. Vì sao? Vì chi phí rẻ trồng ra cây lan cho cô chú anh chị được cái mức thấp nhất về đến tay cô chú anh chị là rẻ nhất. Rẻ nhất là giá thể là chọn rõ giá thể rẻ tiền nhất. Cây nhanh phát nhất. Tất cả những cây mô, cây bóp đưa lên, trồng lên thì đa số tất cả các nhà vườn đều trồng qua sơ dừa. Khi mà họ bỏ lên thiết kế thì khi đó họ mới bỏ bớt sơ dừa ra, thêm than hoặc bỏ thông vào. Thì khi đó cái giá trị cái cây cái lúc sơ dừa anh chị là giá chi phí sản xuất ra nó rẻ nhất. Rẻ nhất đến tay cô chú anh chị là rẻ được những cái cây mà nó rẻ như thế này, đẹp mà thân lá như thế này rất là rẻ. Còn sau đó người ta sang chậu trồng bỏ thông hay than tùy thuộc vào cô chú anh chị. Nếu anh chị có nhiều thời gian để tưới, tại vì than anh chị phải chăm tưới nó thường xuyên hơn, nước nhiều hơn, tại vì nó hút nước rất là nhanh và nhanh khô gốc. Anh chị phải tưới nhiều và phải có thời gian tưới, ngày nào cũng tưới. Còn nếu anh chị không có thời gian tưới nhiều thì anh chị nên trồng bằng vỏ thông, tại vỏ thông nó giữ nước lâu hơn nha. Ví dụ một ngày, hai ngày, ba ngày quên tưới thì không sao, nó vẫn rút nước từ cái gốc để nó lấy dinh dưỡng nuôi cái thân lá. Còn như than anh chị quên chừng 3-4 ngày, mình đi chơi đi du lịch gì đó về nhà là cây anh chị nó bị tấp thân. Đó là mỗi cây nó khác nhau như vậy, tùy cái chỗ cô chú anh chị thời gian dành cho cây lan mình như thế nào thì mình chọn giá thể. Hai cái loại giá thể thông và than em đều rất là đề cao, tại vì anh chị về anh chị trồng cái cây anh chị nó lâu lâu phải thay giá thể khác không có bị mục. Đây đó, 4 cây này một combo này 220 ngàn, cô chú anh chị nào có lấy gấu trúc lấy nha. Đó, một combo thế này 4 cây 220, em nói vòi đếm không mệt nghỉ luôn các anh chị, vòi không ngừng nghỉ luôn nha. Xiên bông hàng này mặc dầu Việt Nam có nhưng em vẫn về, tại vì sao? Hàng này anh chị nhìn cây nè, cây gấu trúc cao. Đợt trước em bán cho cô chú anh chị cây thấp thấp không các anh chị, nhiều khi lấy cái lá nó còn thụt ở xuống dưới thấp cái như này luôn đó, nó thấp như vậy. Còn cây người ta vậy nè, nó thái đó, F1 ta ra mô bao giờ một cái giống mới anh chị để ý, này là giống mới của năm nay, năm trước anh chị sẽ không quá thấy trên thị trường có năm này nha. Năm nay mới có thôi, cho nên là khi mà thái mà lai trại ra thì họ để bao giờ cái lứa đầu tiên, cái mẻ đầu tiên họ cũng trái ngọt đầu tiên họ cũng để cho họ trước, rồi họ bán cây lớn cho anh chị, rồi sau đó F2 F3 tùy theo thị trường họ sẽ đẩy đi các nước khác nha. Em lên combo cho chị Hạnh nè, 1 2 3 4 cây, 4 cây cho chị Hạnh nha. Em cảm ơn, 4 cây 220 ngàn ạ. Em cảm ơn. Em lên một combo, tại Yến bán anh chị, Yến bán qua rồi, tại còn ít em lên nốt cho nó hết nha các anh chị. Chờ em xíu xong cái này là em sẽ lên cho cô chú anh chị thêm cái ngọc điểm và cái Robusta một cây ạ. Lên combo khác ạ. Hai cây, 3 cây, nhớ giùm em những cây này anh chị về cắt hết bông cho em nha. 3 cây, 4 cây cho cô chú anh chị về cắt hết bông giúp em, tại vì sao? Nó rất là nhanh bông đó anh chị. 4 cây combo cho mình như thế này, vừa trước vừa sau vừa trong vừa trên vừa dưới, 4 cây cho cô chú anh chị 230 ngàn thôi, tính ra có 55 ngàn một cây các anh chị. Nhập Thái về để ngang ngửa với Việt Nam mình, chỉ đắt hơn chịu khoảng 5 ngàn thì anh chị vẫn cái mức anh chị chấp nhận được, tại vì hàng nó cây nó khác khẳng so với bên mình nha. Đó, combo gấu trúc như thế này, 4 cây 220 ngàn, nhiều vòi bông anh chị về cắt hẳn giúp em, cắt nha, nó sẽ rất là nhanh bông. Thì ra dồn 4 cây vô chậu thiết kế, dồn 4 cây vô chậu thiết kế, bỏ bớt một phần. Ví dụ những cây này anh chị muốn ra thiết kế nè, nhanh nè, thậm chí anh chị biết một cái vườn kia người ta bỏ nguyên cái này, người ta bỏ than vô thôi, giữ nguyên cái chậu anh chị, cái nếu anh chị cho quá anh chị bỏ vô luôn, bỏ than vô, mai chiều anh chị sẽ thấy hàng. Tối nay sẽ về nè, chị sẽ để ý những cái chậu phi 16, 18 người ta ra chậu vậy, nó không có hề hao hụt thiếu nào luôn. Về mặt thẩm mỹ chị có đã lắp than trên này rồi, lắp than trên này, bỏ vô trong này, lắp than thế này chị. Đó là cái cách trồng mới. Bây giờ em thấy là có một nhà vườn mà
chiều hàng chiều tàu tối á, xe tải xuống sẽ thấy Yến sẽ lên cây và anh chị sẽ để ý cái chậu đó như thế này nha. Đó là một cái cách trồng mới của nhà vườn, cách nào cũng được miễn làm sao anh chị trồng sang chậu không có bị hao hụt cây. Đó là cái điều đầu tiên, cây anh chị không có bị mất sức. 4 cây combo như thế này em để cô chú 220 ngàn, cô chú anh chị nào có lấy nha. Em còn hẳn, em còn 3 combo nữa hết chị, 3 combo nữa hết rồi, 3 combo đẹp nữa hết rồi, 3 combo đẹp nữa hết rồi. Em nói vòi mầm nè anh chị, nó mọc lên tua tủa nè, vòi trên đây nè nó mọc nè. Em còn 3 combo nữa là hết nha. Em lấy combo này cho chị Trinh Nữ nha, em cảm ơn. 4 cây 220 ngàn hàng tháng nha các chị. Em cảm ơn chị Trinh Nữ. Một combo nữa nè, một cây ạ. Hai cây. À, mình còn bán chậu, dạ em vẫn còn bán chậu á chị Xuân Vũ. Combo chậu cho mình 10 chậu 10 móc. À, giá 120, 10 chậu 10 móc loại chậu bí thì giá 150, em vẫn còn bán chậu cho mình ạ. À. Bán lan là vẫn kèm bán chậu cho cô chú anh chị để mình có cái phương tiện để mình ra chậu trồng cây lan cho nó rẻ. Hoa này gọi gì, cây gấu trúc á chị Trinh nữa. 4 cây, 3 cây cho mình. 4 cây, combo 4 cây cho mình 220 ngàn nha. Xiên bông cực kỳ, hàng này em nhập Thái nha cô chú anh chị. 4 cây 220 ngàn. Như thế này cô chú anh chị nào có lấy combo này, lấy hàng này nhớ giùm em là nhập Thái. Những bông này anh chị về cắt bỏ giùm em. Cắt thì các anh chị nó nhanh bông cực kỳ, nhanh bông cực kỳ nha. Thân tơ đang lên, đang sung cho cô chú anh chị nè. Đó cây này, cây tơ đang sung. Nhà hàng Việt Nam mình cũng có nha, em phải nhập cô Thái. Em còn được 2 combo cho chú anh chị nào có lấy ra 2 combo đẹp cho mình nha. Đây là combo thứ nhất. Một combo có 2 combo thôi các anh chị. Còn lại nó ít thân tí xíu em bán sau. Đó, ít thân anh chị nào mua hết thì em bán hết cho cô chú anh chị đâu. Đó, lên combo một đẹp cây này nè, đang tơ nè các anh chị. Một combo nè, một cây, hai cây. Combo gấu trúc cho cô chú anh chị nha. Xiên bông cực kỳ. Anh chị chơi lan phải đúng, anh chị muốn cái bông mình nó bông liên tục không? Là cây này đó các anh chị. Là cây này đó. Xiên bông cực kỳ, em nó nhập Thái về nha cô chú anh chị nè. Mầm ở trên đang dưới, trên đang bật lên nha. Có nhiều cây nhỏ em mua của chị về dòng vô chậu đất nung hay chậu gỗ cũng để chậu nhựa rồi nó thêm than lắp lại đúng chính xác như vậy đỡ hao. À, chậu phi combo chậu 120 ngàn là phi 23, chậu phi 23, chậu đó là chậu phi 23. À, chị Xuân Vũ lấy combo thì lên thông tin. Thật ra cái đó là em bán không lợi nhuận, chỉ vừa một ít để mà đủ cho bộ phận đóng hàng thôi, còn phần phía em là không có lợi nhuận gì hết anh chị. Để anh chị có cái đơn để cho bạn đóng hàng, thứ hai nữa là để cho cô chú anh chị có cái chỗ giống như mình muốn uống bán bia chủ ít, bán bia bán kèm mồi vậy đó. Đó nha, 4 cây cho cô chú anh chị như thế này, em bán cho chị 220. Cô chú anh chị nào có lấy combo gấu trúc này lấy nha. 4 cây 220 tính ra có 55.000 một cây. Đó, 55.000 một cây ha chị, nhiều vừa bông nha. Đó, hàng đẹp Thái. Em còn được 2 combo nữa cô chú anh chị nào có lấy nha, 2 combo gấu trúc đẹp nữa nè. Chậu phi tất cả của mình là ghi chú ở phía sau là phi 20 nha. Cái nhỏ nhỏ là phi 20. Chậu bí này là phi 23. Chậu nhỏ này là phi 20. 10 cái chậu kèm 10 cái móc giá 120 ngàn. Hồ đẹp chiều chị Trinh Nữ, em có nói giá hồ đẹp chiều em báo luôn. À, dành một cái sự bất ngờ cho cô chú anh chị chiều nay về hồ đẹp, một cái giá rẻ bất ngờ luôn, không ngờ tới luôn. Đó, combo này cái chậu bình thường chị mua 170, 180 nè, giá hôm nay rất rẻ. Chiều đi 2 giờ mới bán. Cái này là cái chậu này, 10 cái chậu 10 cái móc tặng kèm luôn, là giá là anh chị là có 120 ngàn. Và cái này là chậu bí phi 23, 10 chậu 10 móc giá 150 ngàn. 150 ngàn nha, 2 combo chậu như thế này cô chú anh chị nào lấy còn lấy lẻ một cái là 20 ngàn một cái, 20 ngàn một cái nha. Rồi, em lên cho cô chú anh chị một dòng lan. Cô chú anh chị nào có lấy gấu trúc nữa thì nhắn em, nhưng còn được 2 combo nữa mình nữa thôi. À, hàng Thái nha. Em lên cho cô chú anh chị một cái cây nữa, cây Robusta. À, tại sao và cây này hôm bữa em like hầu như ai cũng hỏi, nhưng mà nó nằm lẫn anh chị, để đẩy dồn dồn cuối cùng nó nằm ở trên góc trên nhìn không ra, bây giờ mới thấy nè. À, Robusta thì trước bán cho cô chú anh chị là 250 một cây nha, 250 một cây. Ở cái đợt này về cho cô chú anh chị giá có 220 ngàn thôi. Ủa, đợi phải đúng không ta, đợi xíu em coi cây Robusta giá nhiêu thôi. Cho cô chú anh chị coi mặt hoa trước. Mặt bông cây Robusta mới nhìn khách em nói cây giống như cây sao biển, nhưng không phải cây sao biển nha cô chú anh chị. Cây này đang nổi đình nổi đám ở thế giới nha. Nha, anh chị thấy cái trang quốc tế là sẽ thấy nó.
nha, nổi đình nổi đám luôn. Khi mà nhà vườn đưa cái mặt bông cái cây xong em cũng bất ngờ, nó ủa cái cây này. Xong mấy hôm sau lúc em ở Thái á, em đi về xem lướt trang, nó ủa cái cây này giống như mình đã qua Thái người ta đưa cái mặt bông mình coi quá giống thì các anh chị. Xong khi họ đưa gửi bản tên với cái invoice về thì thấy đúng đúng cái tên nó nha, cây Robusta. Robusta nó tên là các anh chị, à, Sobenicofia Robusta tên nha cả nhà. Em coi cái giá, chờ em 2 phút coi cái giá lại, check lại cái giá. Còn mấy cây thôi. À, 220. Anh mua 2, chị mua 2 cây giá cho mình là có 400 thôi. À, nếu mua chậu và lan đi riêng, đa số thường em sẽ để đi riêng. Đi riêng tại một công cơ cơ cho chậu anh chị là 10 cái nó cũng nặng rồi, nó cũng tương đối nặng rồi, tiền ship có 40.000 thôi nha, cho nên là sẽ đi riêng. Đi riêng ạ. À. Để thứ hai nữa là để cây lan chị an toàn, không có cứng giật tại vì nửa nó nặng các chị. Cây như thế này có tem nha các anh chị, hàng này có tem. Đây. Đây cây Robusta có tem nha. Nó có tem. Ở đây 220 một cây. Hôm bữa cô chú anh chị ở đây còn khoảng hơn 10 cây nha, hơn 10 cây các chị. Ủa có cây nó lên vội luôn chứ. Vội nè lương. Có vội luôn á. Cây nào cũng có mắc u. Mắc u nhú anh chị ơi, vội nè. Nè, nhưng mà không bảo hành nha. Vội nè, xiên bông các chị ơi, xiên xiên. Giờ mới trả lời câu cô chú anh chị là có xiên bông hay không. Anh chị, đây nè, vòi nè. Bên này có vòi nữa nè. Vòi dưới hư nè, cây Robusta nè các anh chị ơi. Ôi. Đây nữa nè, cây nào cũng có vòi hết chị, nhưng mà nó sẽ khô vòi nha. Anh chị về dưỡng lại tại vì em nhập Thái về. Ngưng nước mấy hôm nó sẽ bị khô vòi. Đây nè, vòi nè. Vòi nè, trời. Robusta 220.000 một cây. Ai chưa có cây này, nếu cô chú anh chị chưa mua hoa lan Vĩnh Kim trước tầm tháng, cái này thì em về cô chú về tầm khoảng tháng chín thì sẽ không có cái này. Sau tháng chín trở về sau này, đây là lần đầu tiên em mới về lại cho cô chú anh chị. Trước đó em có về cô chú anh chị hai đợt cây Robusta. Cây này xiên bông, dặn khẳng định luôn một câu xiên bông, tại những cây em cầm này nó đã nhú vòi rồi nhưng mà vận chuyển bên Thái về nó sẽ bị khô vòi nên không có bảo hành cái vòi khi vận chuyển nha. Cây Robusta này đủ sức cho bông cho cô chú anh chị rồi. Đó, cây rễ khỏe, xanh âm bộ rễ như thế này, 220.000 một cây. 220.000 một cây cây Robusta cho cô chú anh chị nha. Hoa trắng mà thơm. Đó, anh chị vòi nè. Nó vòi nè, cô chú anh chị ra không phải một lần đâu, ra rất là nhiều vòi luôn. Ở từ đây 1 vòi, 2 vòi, 3 vòi, 4 vòi. Cây này đang 4 vòi Robusta nha. Cô chú anh chị nào có lấy dòng lan này lấy hôm bữa là like, khách nào cũng hỏi em cũng quên cái tên rồi. Hỏi kiếm cho chị cây Robusta nha. Là sót nguyên một rổ là các chị, không có hàng để chốt. Bây giờ lòi ra nguyên rổ. Nên cô chú anh chị nào có lấy Robusta lấy nha. Em lấy cái mặt bông lại cho cô chú anh chị coi. Bông nó vậy nè. Hàng sưu tầm. Hàng này của thế giới đó chị, nổi tiếng. Đây, nếu anh chị nhìn nó trên tường ta, ở Việt Nam mình đa số chỉ là hàng lấy hình ảnh để mà giới thiệu cho cô chú anh chị một dòng lan mới thôi ạ. Em chào chị Phương Nguyễn, chào chị Hương Giang Trần. Anh Hương Hương Giang Trần nha, mặt bông cây Robusta. Anh chị có thể trồng khúc gỗ như thế này, ghép gỗ như thế này, như trong hình em đây. Anh chị để nguyên chậu cũng được, để vô chậu trồng bằng đất nung cũng được nha cô chú anh chị, trồng đường cách nào cũng được. Robusta 220.000 một cây. Cô chú anh chị chưa có dòng này, anh chị sưu tầm nha, 220.000 một cây. Cây như thế này 220.000 rồi các anh chị. Rễ khỏe nha, xanh khỏe cho cô chú anh chị nha. Cây này chị về cách trồng, mình treo lên chỗ nào nhiều gió giùm em. Treo lên chỗ nào càng nhiều gió càng tốt, hoặc mình bỏ vô chậu nha. Anh chị cắt bớt rễ đi, anh chị bỏ vô chậu, hoặc chậu này, hoặc anh chị dùng bằng cái gỗ, chậu vuông gỗ, rễ nó thòng xuống rất là đẹp cho cô chú anh chị luôn. Hoặc anh chị cứ, nếu anh chị trồng trong chậu này, anh chị bỏ vô chậu như thế này, bỏ chậu cắt bớt rễ ra, anh chị cắt bớt rễ không ảnh hưởng gì hết nha các chị. Dễ trồng dễ chăm sóc đối với dòng lan như thế này đó. Em khẳng định luôn cô chú anh chị, cây này nó xiên bông vì sao, tại nhìn vòi nó nè. 220.000 một cây cho cô chú anh chị chưa có dòng lan Robusta này để sưu tầm nha. Đó.
hôm bữa là trước Tết á, trước hôm tháng trước tháng 9 á, em có về xong rồi còn sót vài cây. Mỗi lần về vườn là khách cứ đòi Yến lấy kiếm cho ra được cây, mà kiếm bét tới cây cuối cùng luôn cô chú chị. 220.000 một cây nha cô chú anh chị, nào có sưu tầm cây này lấy 220.000 một cây như thế này. Đó, Robusta. Robusta. 220.000. Tên, một cái tên nó rất là dài nha, em gọi cây cái tên ngắn nhất cuối cùng nó để cô chú anh chị. Nè có tem nè, cái gì? Hàng này có tem nè. À, có tem đàng hoàng nha. 220.000 một cây. Quay game xong có im ru hết luôn trời. Thiệt luôn. Im ru luôn trời. Rồi em lên cái ngọc điểm nè. À, chị Xuân Vũ có lấy combo chậu thì báo em nha. Nếu mình lấy là đi riêng đơn là nó hay nhất để cho đỡ ảnh hưởng. Anh chị có câu hỏi nào trong quá trình chăm sóc lan ở cái live này chia sẻ luôn, em cũng sẵn sàng chia sẻ cô chú anh chị hết mình. Hết mình với hết mẩy với cô chú anh chị luôn. Có câu hỏi thắc mắc trong quá trình chăm sóc lan em cũng sẵn sàng chia sẻ cô chú anh chị nha. Cứ đặt câu hỏi trong quá trình live em sẽ lồng ghép để mà em chia sẻ với cô chú anh chị. Đó. Em có bản này nè. Ra ông điếu nào mấy bản này bán sale nè. Đây là mấy bản ông điếu đã trồng cho cô chú anh chị Thuần rồi. Ông điếu nha. Dòng lan mà anh chị trồng full nắng, full nắng 100%. Đó là cây ông điếu, là cây đầu tiên mà em nói với cô chú anh chị trong cái live, khách hỏi là cây lan này để nắng được hay không. Em mới nói nắng được hay không, quan trọng anh chị trồng cây lan gì. Như cây ống điếu là cái tên đầu tiên mà bao giờ khi em nói trồng nắng 100% là anh chị lấy cây ống điếu này. Anh chị trồng full nắng cho em 100%, vội bông ra liên tục nha. Đó, cây ống điếu như thế này. Buổi này đợt trước em bán cô chú anh chị, nếu mà hàng nhập Thái là một cái chậu, nó trồng chậu thôi, chưa có ghép thuần gỗ như thế này cho cô chú anh chị, là 140.000 rồi, nó bằng phân nửa cây này các anh chị. Cái này là hai chậu nè, hai chậu nè mà chưa thuần nha. Còn cái này em bán đợt trước anh chị bán 190.000, 190.000 một bản. Thế này em nói like này em bán cho cô chú 170.000 luôn. 170 mình lấy hai bản ống điếu, em để chị 300. Em đang sale cái ống điếu nha. Một bản như thế này 190.000, anh chị lấy hai bản như thế này, em để cô chú chị 300. Và cái mặt bông như thế này ạ. Sale nha, để cây còn ít em bán cho nó nốt sen sen, nãy giờ nói đã đời rồi chị ngồi im ru. Đây, hai bản ống điếu và coi cái mặt bông nè các anh chị. Hai bản như thế này, em để cô chú anh chị giá 300.000, anh chị thích anh chị ấp chung hoặc anh chị để riêng nha. Sao tự dưng thối hai cây luôn hả? Anh chị coi lại giúp em. Nó như thế nào? Thứ nhất chụp hình gửi qua. Với lại là anh chị nhớ giùm em. Là trồng lan anh chị phải bón thuốc, ngoài cái việc cung cấp phân anh chị phải phun ngừa thuốc nha, phun ngừa thêm thuốc để phun ngừa thối nhũng, phun ngừa côn trùng, ruồi muỗi, phun ngừa nấm, ba cái loại mà nó xâm hại cây cô chú anh chị. Thứ nhất là côn trùng, côn trùng thì có sâu ruồi nha, sâu ruồi cũng hại. Thứ hai là thối, thối là giống như chị nói, chị anh chị phải phun ngừa, chứ còn bón phân không thì giống như chị phải có ngừa vậy đó nha. Cái lại nữa là nấm, ba loại nha. Thì cây mình bị thế nào thì chị Đỗ Yến chụp hình gửi qua để bên em có hình để coi cái đó cơ sở để mà nhìn cây và chia sẻ thêm cô chú anh chị, cho cô chú anh chị coi mặt bông của lan ông điếu em đang sale cho cô chú anh chị nha. Mặt bông dòng này ông điếu này rất là nhiều màu nha cô chú anh chị, nhiều màu đó. Mặt bông đây ạ, nó có hồng, nó có vàng nè, đỏ nè, cam nè, cam đỏ nè, đỏ đậm luôn nè, nhiều màu cho cô chú anh chị nhờ. Cánh nó xoắn nha, nên chị nhìn nè anh chị, người ta trồng lên ốp vô cái thân cây còn đang sống, là thân cây cao đó anh chị nha, cây cao kiển cho cô chú anh chị nè. Vòi bông nó đâm ra thế này, trồng full nắng 100% giùm em nha. Đó anh chị nhìn nó ốp trên cái thân cây còn sống như thế này cho cô chú anh chị luôn nha. Đó, ở phía trên là người ta ốp cái cây cát qua nốt, ở dưới người ta ốp cây ống điếu. Em đang bán cho cô chú anh chị giá rất là rẻ cho cô chú anh
anh chị luôn, một bản đã ốp đã phần rồi các anh chị. Một bản có 170.000, anh chị lấy hai bản là 300.000. Vì em sợ lây nên cắt bỏ, và thối là anh chị phải cắt liền. À, chụp cho em tấm hình thối là anh chị phải xử lý liền, nếu không nó sẽ lây cả nguyên cây. À, lây cả nguyên cây, tại vì như rất là mùa mưa chị, chỉ với lại nhiều khi vi khuẩn xâm nhập, hoặc là những nhiều khi trầy xước anh chị trong quá trình di chuyển, nó chỉ trầy xước thôi, vi khuẩn nó xâm nhập cũng dễ nha. Lão đại ống điếu của em bắt đầu hé hé rồi. Cây của chị Wendy mấy vòi vậy? Chị Hạnh tầm 15 vòi. Ghê không các chị? Hôm bữa chị Hà bên ở quận Nhất nè, chị nói là 12 vòi, chị hỏi mua lại không? Bán cho khách chị giùm. Vậy đó các chị, nó như vậy đó luôn á, vòi quá đã luôn, chị ngắm đã đời luôn. Cặp này cho mình là 300 nha. Phun côn trùng là phun gốc lan hay phun ở đâu, và quan trọng mình trị côn trùng gì mình phun ở đó nha. Mình trị cái lòng côn trùng, côn trùng nó có nhiều loại chị, côn trùng tấn công từ dưới gốc như kiến thì mình phun vào gốc đó. Thì còn nếu anh chị côn trùng nó bay ở trên trời thì chị phải phun hết toàn bộ thân lá, ví dụ như rồi tùy cái loại côn trùng gì nha, anh chị bị cái vấn đề gì thì mình phun ngay chỗ đó nha. Cái dòng đó, cái loại đó nó bay trên trời thì chị phun nó khác, còn chị mà cái dòng mà nó bám vào cái gốc cái giá thể thì anh chị sẽ mỗi loại nó khác nhau. Và trên cái bao bì anh chị sử dụng phân thuốc người ta cũng hướng dẫn rất là kỹ cho cô chú anh chị theo hướng dẫn sử dụng trên bao bì đó, đối với phần với thuốc nha. Combo cho cô chú anh chị nhà 300.000 các anh chị, 150.000 một bộ ống điếu, như thế tính ra rất là rẻ. 150 anh chị lấy một bản là 170 nha, bộ ống điếu như thế này đó các anh chị. Đã ghép thẳng thuần cho cô chú anh chị hết rồi, ghép thẳng thuần cho cô chú anh chị rồi đó. Chị nhìn đầu rễ nè, nó đang bung này, không biết là vòi hay là mầm thì em chưa biết nè các chị. Nó như thế này nha, bản này nhiều thân, nếu hàng nhập Thái về anh chị thấy so với này thì hàng Thái này đắt hơn nha. Thứ nhất là em không có gặp đơn hôm qua được nha cô chú anh chị, tiền ship mình em đang đi cho anh chị rất là rẻ, 40.000 một cây. Cái bản ống điếu này nó rất là nặng, anh chị chất lên, anh chị để thấp cho đất chất lên cũng không được, hoặc chất lên cây lan cát cũng không được. Đó là cái điều thứ hai. Và điều đầu tiên quan trọng là tụi em không có gộp đơn ngày hôm trước. Hôm trước thì em đã like 3 like cho cô chú anh chị rồi. Anh chị có quyền mua coi lại chị gộp đơn, muốn thêm cây giờ nhắn và tin nhắn thêm. Còn đã phát trên like chốt như thế này thì chị vui lòng đi riêng đơn giúp em. Anh chị mua trưa nay, chiều nay, tối nay chị gom chung một đơn, một ngày là em cắt riêng một đơn thì ship có 40.000 nha. Em lấy chị Hồng Đào một bản nha, một bản đẹp nha. Còn gom thì chị thông cảm giúp em nha. Đó, 170.000 anh chị lấy hai bản đi, có 300.000 cô chú anh chị em lên một hai bản đẹp khác cho mình. Còn ít bản em bán trên nốt của anh chị bán sale đó, còn mấy bản nữa hết rồi. Một combo ống điếu như thế này 300.000 cho cô chú anh chị nè. Đó, đã thuần cho anh chị rất là kỹ rồi các anh chị. Ship đang giao, Minh Linh sửa code giúp em. Em chụp cái đó kêu Đặng gửi mã bằng đơn lên thì chị sửa code. Ok chị. Ê, kêu Đặng sửa code chị, để bạn gửi cho em cái mã bằng đơn để em mới sửa được. Máy em đang xài. Cây này em bán cho cô chú anh chị 170.000. Ở đây em còn khoảng chưa khoảng chừng 5 bản nữa hết. Cô chú anh chị nào có lấy nha, khoảng chừng 2 combo nữa thôi, 2 combo rưỡi nữa thôi, 5 bản nữa hết. 170.000 một bản cho cô chú anh chị như thế này. Anh chị lấy từ 2 bản cho cô chú anh chị là tính là có 300.000 nha. Trồng full nắng, treo ngoài nắng trực tiếp cho em những cây này. Khuyến khích cô chú anh chị luôn, treo nắng xuyên bông cực kỳ nha. Nó sẽ bao bông liên tục. Chị đâu mất tiêu rồi, chắc bị văng mạng ra. Chị Hạnh cũng mười mấy vòi bông các anh chị, khách ra bông bông điếu như vậy đó. Cô chú anh chị nào có lấy 170.000 một bản ông điếu như thế này, anh chị đi cặp như thế này, em để cô chú anh chị 300 đó, ông điếu nha. Cô chú anh chị có sưu tầm cây này thì em còn khoảng chừng 5 bản nữa hết rồi, khoảng 5 bản nữa ông điếu nữa thôi ạ. Rồi em lên cái này lẻ lẻ cho cô chú anh chị nè.
Tiểu Tiên thơm nữa chị. Lấy chị Hoa Nắng một cặp ống điếu nè. Em cảm ơn chị Hoa Nắng nha. Em còn 3 bản ống điếu. Cô chú anh chị nào có lấy một cặp này em chốt cho chị Hoa Nắng nè. Em cảm ơn à. Em lên một cặp khác cho cô chú anh chị nào ngắm nghía có lấy à. Em lên cặp khác nha. Sẵn anh chị. Rồi có ngắm nghía này. Bộ ống điếu nè cô chú anh chị, 170.000. Cái này người ta ghép ở khúc tròn, còn hồi nãy là người ta dạt ra đó, bản như thế này. Em coi còn sót không. 170.000 cặp 300, đẹp cặp 300 ống điếu này. 170 nè các anh chị, 17 niêu đã trồng thuần cho cô chú anh chị rồi. 170 nha. Đây, cô chú anh chị nào có lấy bản ống điếu này 170 báo em nha. Mình lấy từ 2 bản trở lên giá 300. Bạn đang lấy thêm một cây nữa. Đây các anh chị. Còn đúng 3 bản ống điếu cuối cùng. Còn 43 bản ống điếu là bản thứ 2, cặp này như này là 300. Nè anh chị, rất là nhiều cặp luôn. Chứ không phải là ít thân các anh chị. Nhìn nè, từ đây gấp từ qua đây nè. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 14 15 thân, còn cái này không biết bao nhiêu là thân. Bản ống điếu cặp này 300. 300 đẹp cho cô chú anh chị ốp thuần như thế này, đâu có gì sợ gì nữa chị. Đã ốp thuần như thế này cho cô chú anh chị rồi. Em còn được 3 bản cuối cùng mà, thêm một bản bạn mới lấy cho mình nữa, em lên một bản cuối cùng nữa cho mình luôn. Còn bơm được 3 bản ống điếu cho cô chú anh chị nha. Còn được 3 bản cuối cùng, cô chú anh chị nào có lấy. Đó, bản đẹp cho mình nha. 3 bản ống điếu. Lẻ một cây là 170, mình mua từ 2 bản trở lên giá là 150 một bản nha cô chú anh chị. Đó, đi còn 3 bản. Cô chú anh chị nào có lấy nha. Còn 3 bản. Đây là mặt bông cây sơn Thủy Tiên. Thủy Tiên cho cô chú anh chị nha. Đây là mặt bông. Thơm quá trời. Thơm. Trời cánh dày lắm các anh chị. Rồi. Nó bóng nữa. Nhìn cái cánh bông thiên thí tiên nè cô chú anh chị ơi. Nè nó bóng hơn cái mặt em nữa các anh chị. Nè mặt bông nó bóng hơn cái mặt các em nó thiệt. Nè. Các anh chị thấy không? Nó bóng ngậy luôn. Nha mặt bông cây sơn thí tiên. Hoa thơm, cánh dày, bền nha. Bền nha. Bán này chậu này em bán cho cô chú anh chị bữa là 250, em bán cho chị 230.000. Ở đây là bông đang bông. Ở đây là mèo vòi u lên nè các anh chị, đang u vòi lên nè. Đó đang có vòi khác cho mình nè, đang có bông và đang có vòi. Chậu này và sau lưng là hồ điệp chị Linh Bùi em dành cho mình là cái like 2 giờ. Đó, chỗ Thí Tiên, Sơn Thí Tiên. Cho cô chú anh chị coi mặt bông của mình nè, Sơn Thí Tiên. Có mấy chậu đang có vòi hẳn nhú cao lên xíu, đợi xíu em lên liền. Mặt bông Sơn Thủy Tiên và đây mặt bông thực tế các anh chị, cánh nó dày nó bóng các anh chị, bóng cánh luôn á, bóng hơn cả cái mặt em luôn thật. Đây mặt bông Sơn Thủy Tiên nè cô chú anh chị, nó vòi bông nó xiên như thế này nè. Hàng rừng nha, hàng này hàng rừng rất là thơm luôn chứ không phải thơm bình thường nữa. 230.000 một chậu cho cô chú anh chị. Anh chị nào thích nhú vòi cao lên xíu thì comment em lựa nhú vòi cao nha. Đó, chậu này là chậu số 1 cho cô chú anh chị. Em lên ít mã cho cô chú anh chị nè. Mã số 1 là anh chị thấy không, cánh nó bóng nè các anh chị nha. Em cảm ơn chị Thanh Hằng Nguyễn nha. Xin chào chị, chúc chị thức thật là nhiều sức khỏe. Đây nè các anh chị, đánh bông của cây sơn Thủy Tiên nha. Mã 1 nè, anh chị lấy có vòi lên như thế này. Cây có vòi này 200. Chết cha kêu mình thiếu hết hạn nên nạp thế rồi. Chú kia chưa dặn mà quên.
gọi chú lại coi mai được được không. Anh gửi file qua đây cho anh cho nộp luôn. Hai ba mươi, 230.000 các chị. Một chân tỉ tiên cho chị Hoa Nắng nè, em cảm ơn. Một chậu cho chị ạ. À, chị Hoa Nắng cái comment trước nha. 230. Cái này là hết không, không có bộ luôn hả? Còn nữa không? Không. Có một chậu có vòi vú thôi các chị. Còn lại là nó u thôi à. Mới u thôi à. Em bán nốt luôn cho cô chú anh chị nha. Còn có khoảng chừng 4-5 chậu thôi. Chị Hoa Lan Tím, anh chị về chờ thêm giùm em. Cái này là chờ thêm thôi chứ không phải là không có vòi. Nhưng mà nó chờ thêm thôi các chị, mắc u nhô lên rồi. Em để cô chú anh chị nha. Cái nào chưa muốn em để cô chú anh chị 200. Bớt chị 30.000 cho cái thời gian anh chị chờ thêm giùm em nha. Đang mùa của nó nha cô chú anh chị nè. Anh chị nhìn mắc u nè. Nha, mắc u nè, mắc u nè các anh chị nha. Còn nó nào nó nhô hẳn em để 230, còn em bán chị luôn 200, bán cho nó hết luôn. Tại còn mấy chậu nữa hết rồi, anh chị nào có lấy nha, 200.000 một bộ chậu bụi như thế này lùm. Nha, bụi này thì em để 200. Nó mắc u nhô lên thế này, chị nhìn từ xa chị thấy cái mắt nó đó. Nha chị. Đó, nha. Em bán cho cô chú này là 200, chị Hoa Lan Tiến là 200 giúp em được không? Đó, như thế này là 200.000. Nha, còn cái nào nhô ra hẳn là em để cô chú anh chị là 230, còn này bán chị 200, bán cho nó hết luôn nè. Chị Bích Diễm Nguyễn một chậu nè, em cảm ơn nha. 200 cho Hoa Lan Tím một chậu nè, 200.000 số 9 một chậu 200. Chậu 200.000 như thế này anh chị ơi, cái nào cũng mắc hết. Khi nhà vườn giao xuống em là đảm bảo 100% có vòi bông, chỉ là họ đóng, cố đóng cho đủ số lượng trên mới u là họ đã gửi rồi. Bữa nay em cũng giờ nó lên từ từ thôi, em cắt luôn. Cắt luôn là bán hẳn về cho cô chú anh chị luôn nha. Đó như thế này. Đó, u nè các anh chị, thân này cũng có u nè, thân này cũng có u nè, chứ không phải là một thân đâu. Thân này cũng có u nè, thân này cũng u nha, Sơn Thủy Tiên. À, Vanda xanh dương không? Hàng Thái em vẫn còn đang ít cho nên là không có sale nha cô chú anh chị, chưa có sale hàng Vanda xanh dương cho mình, giá vẫn như cũ, mình sưu tầm đi. Em không biết là còn cho chị hay không nữa đó. Nha, chị Duyên Bành, giá vẫn y như cũ. Thật ra em đi giá cho cô chú anh chị là rất là sát lắm luôn rồi. Giá là giá đi số nhiều. Nên chị thấy thị trường Vanda là khó riêng chỗ em là đa dạng cho cô chú anh chị luôn. Và nó đa dạng và giá rẻ nhất thị trường luôn. Tôi bắt 7, 3 chậu cho bác 7. Còn không Lương ơi? Một chậu cho bác 7 nha, em chậu trước cho mình ạ. Cho bác 7 nè, em cảm ơn. Hai chậu cho bác 7 nha. Có được cây nước rồi. Ba chậu cho bác 7 nha, em cảm ơn. Cái này là chưa nhú ra, mới u thôi, em để cô chú anh chị giá 200. Nha các anh chị, u hết nè, u này nè. Bên này cũng u, bên này cũng u nha. Em cảm ơn bác 7 ba chậu. 200.000 một chậu Sơn Thủy Tiên thế thế này. Cô chú anh chị nào có lấy, có một cây nó nhú vòi lên rồi. Có một cây đang nhú vòi, hai vòi lên rồi nha. Và em đang bán hàng có vòi như thế này, nhú lên là 230. Còn cái này chưa kịp nhú á, mới mắc u thôi, em để cho cô chú anh chị 200. 200 là cái giá đầu tiên em bán sale cho cô chú anh chị đó. Bữa nay cái này là bán 250 nha các anh chị. Thậm chí bán bằng với giá hàng nhú vòi luôn. Bữa nay em bán gì tách riêng nha. Ách coi của tôi mua bà lâu rồi, thân lá rễ đều đẹp mà không biết sao nó cứ nhú ra là bị thui. Bây giờ phải làm sao, nó cứ nhú ra. Chị có đi phân nhiều không chị Thanh Vân Nguyễn? Nếu đi phân nhiều thì nó dễ bị hư vòi bông. Đi phân ít thôi, giúp em là đi phân ít thôi, với là đừng có dùng kích thích nhiều, ít thôi nha chị Vân. Nếu mà kỹ hơn nữa thì xịt tránh có đen xuân nè. Anh Thạnh Phát em sale cho mấy chậu đen xuân, em bán sale luôn. Bạn lấy mấy chậu đen xuân lên bán sale cho cô chú anh chị. Chậu này đang có vòi là 230 nè các anh chị. Này bỏ nha, cái này vòi bông mới hư rồi nha, không kích gì hả bị thui. Combo gấu trúc 220, Sơn Thủy Tiên 200 cho anh Phước Hòa. Ok, anh cảm ơn anh Phước Hòa. Một cây 200 cho anh, cây 230 là đang có vòi bông dài ra rồi nha anh chị, chờ vòi thì cây 200. Em cảm ơn anh. Combo gấu trúc cho anh là để em kiếm cây gấu trúc cho anh.
anh Hòa cho anh Hòa nè, bốn cây gấu trúc cho anh Hòa nha, em cảm ơn. Bốn cây gấu trúc cho anh Nguyễn Phúc Hòa, chậu sâm Thủy Tiên 200 cho anh, bốn gấu trúc chung. Chị Vân gửi Messenger, gửi Zalo em đi, em có gì em coi cây cái em chia sẻ thêm, cái nào em biết em trả lời, không biết cái em đi hỏi sư phụ, vẫn có sư phụ để hỏi chứ. Sư phụ Việt Nam cũng có, sư phụ Thái Lan cũng có, sư phụ Đài Loan cũng có. Một cây sữa tiên lùm cho chị Thanh Văn Trần nè, ok chị. 200 một cây cho chị Thanh Văn Trần nha, hết luôn hả luôn. À, một cây cho chị Thanh Văn Trần nè, em cảm ơn. À, Thanh Nguyên Trần, em coi còn sót chậu nào không nha cô chú anh chị. Còn cái chậu này, chậu này nó hơi ít thân nha, nhưng mà nó bù lại có cái vòi, có cái bông này. Năm nay có tề thiên đang hoa, tề thiên đang hoa chưa kịp anh đổ rồi. Nói chung là người ta có, người ta cũng sưu tầm và người ta không có đưa em bán sỉ đâu, tại vì cái số lượng nó ít và người ta bán là bán trên hội, giá nó cao hơn chứ giao sỉ nhỏ chi đó rẻ. Có đen xuân đang soạn rẻ rề à, chờ em 2 phút nữa thôi. Đen thủy tiên đề tề thiên bây giờ người ta có, người ta bán trên hội các anh chị, với nhà vườn bây giờ họ cũng thông minh lắm chứ không phải giờ mình muốn ấy được đâu, giờ đâu mua được đâu. Nào có bồi là họ đem bán lên hội giá đắt hơn nhiều chứ giao sỉ này rẻ sao đó. Cây này em để cho chị 200 luôn nha. Thứ nhất là nó hơi ít thân nhưng bù lại cho chị có cái bồi bông. Hai cây này em để 200 có cái bông chị ngắm luôn nha đó. Có ghé lấy hai chậu sơn thủy tiên mà không hiểu sao mà lá vàng từ một phân thân xuống gốc hết luôn. Lá vàng à, chị có để dưới đất không, có treo lên giúp em không? Chứ cây em để tới đây cũng còn có cây nào bị gì đâu, cô không biết đâu nè. Đó, cây thế này cho cô chú anh chị nè, em để cô chú anh chị có mặt bông anh chị ngửi nha. Nha. Đó. Có gì anh chị thắc mắc anh chị gọi quay video giúp em, để em coi anh chị về có ra chậu không. Thứ nhất là mình có ra chậu tác động về không. Nếu mà treo thế này thì không thể nào mà bị cả, trừ khi anh chị ra cái chậu anh chị làm cái gì nó động rễ. Thứ hai nữa anh chị đi phân, cái phân thuốc của cô chú anh chị có quá liều không, còn để nguyên không bao giờ nó bị em để đây tới đây nè. Thật lòng chị ghé là chị thấy, em thấy mấy keo lủng lẳng ở trên vàng là nó đó. Cho nên là thứ nhất anh chị có tha chậu không, thứ hai nữa anh chị đi phân gì trong từ lúc thứ bảy về anh chị làm tới gì tới nó tới giờ nha. Đó, hai chậu này nha, chậu này mã 1, chậu này mã 2 nha. Còn cái nếu mà lùm lùm như thế này không có bông, nó đang u thôi, mới u mắt thế này là em bán chị 200. Em bán còn, em còn được 1 chậu, 2 chậu, 3 chậu, 4 chậu, 5 chậu sơn thủy tiên, 5 chậu sơn thủy tiên nữa. Chậu này đang là 200 ngàn, chậu này đang là 200 ngàn cho mình nha. Chơi cái này anh chị để dày hoặc mình ốp vô gỗ, giống như chị Thanh Vân chia sẻ, những cây sơn thủy tiên chị tháo ra ốp vô gỗ nó nhìn nó đẹp lắm cô chú anh chị. Nó bung một lần bông như cái lồng đèn, bung lủng lẳng treo rủ xuống như cái lồng đèn, rất là đẹp. Đó, chậu như này em còn được 5 chậu cho cô chú anh chị. Lấy cái chậu có bông cũng 200 nha, lùm cho chị nè Thanh Nguyên nè. Hồi nãy số 12 em có lấy cho chị một chậu lùm rồi, một chậu lùm rồi ạ. Chậu của chị cũng lùm. Các anh chị, em đang sale cho mình luôn 200, tại vì chờ chừng khoảng 1 tuần nữa nha, 5 đến 10 ngày nữa em nói trừ hao thôi, đứng dưới này nó sẽ lên vội cho mình nè. Ở đây em lên rồi nè cô chú anh chị, nó lên rồi nè, nó lên sưng nè, sưng vội nè các anh chị, sưng mắt u nè. Đó, cây như thế này để cô chú chị 200, mình chờ thêm tuần nữa giùm em. Còn anh chị mà nên em mới cắt luôn cho mình, nếu mà để vú vội ra em bán cho mình là 230 ngàn. Như thế này gốc có thang để nguyên, vào chậu thêm vỏ thông vô. À, mấy gói tạo tảo của shop luôn, chỉ tưới nước thôi. Có thang để nguyên chậu thêm vỏ thông vô, mấy gói tảo cho shop, gói tảo của shop luôn để tưới nước thôi. Dạ chị quay video gì gửi cho em đi, em coi cây cái em biết à. Phần này em biết em trả lời cho chị. Đây, cái này bị lật gốc ra rồi, gắn vô đây luôn đi. Vì ốp chung nha. Nghe chị, chậu nó dày thôi, em biết của cái cây kia á. Gắn vô đây cho anh chị luôn. Chậu này là 230 ngàn, đang có vòi bông dài ra rồi.
dâu có bộ băng 20 ngàn. Cái này của thân khác anh chị. Cái này của thân khác. Này em bán cho chị 230 ngàn, đang có bộ bông cho chị. Cô chú anh chị nào có lấy nha. Em còn được 5 chậu sơ tí tiên nữa thôi. Mặt bông nó như thế này. Với lại một điều nữa cô chú anh chị, ở Sài Gòn mình á là hay bị cái chỗ là cái nguồn nước. Mà khi anh chị trồng cây lan hay trồng cây ăn trái hay là trồng cái cây gì đó, thì cái câu cái dân gian mình hay nói là cái gì? Nhất nước, nhì phân, tam cần tứ giống. Nhất là đầu tiên là cái nước là cái quan trọng nhất. Cũng cái cây đó chăm sóc ở miền Tây khác, chăm sóc ở Sài Gòn khác. Cái nước miền Tây, nước phù sa tưới nó khác. Còn nước đang chị là nước phun tên nên chị tưới nó khác. À nha, nhất nước nhì phân. Bởi vậy Sài Gòn chị nhớ giùm em tưới nước phun tên. Cây nó sẽ vàng dần từ từ nha. Đổi cho chị hoa, hoa lan tím cây có vòi 230 ngàn nè. Ok chị, em có cây đó có vòi, còn lại là cây mới sưng thôi. Cô chú anh chị này có sưng thì lấy 200 ngàn, em còn được 5 chậu đó. Cho nên anh chị, nếu anh chị, cô chú anh chị Sài Gòn vẫn có người chăm cây rất là đẹp. Vì sao? Cái nước của họ tưới cho cây là cây như thế nào, đó là cái rất là quan trọng. Nước anh chị, nếu mà anh chị xài nước phun tên là anh chị phải để hứng nó qua đêm để nó bay bớt clo nó đi, nó lắng anh chị, nó bớt clo đi. Trong cái nước máy của mình nó có clo anh chị, thì chị hạ cái độ pH nó bay hết clo đi, bớt đi, anh chị lấy cái nước đó anh chị tưới thì cây không sao. Còn nếu anh chị mới xả cái vòi, thường mình tiện quá mà xả vòi gắn cái ống vô xịt 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 thế này, từ cái vòi nó đi ra rồi bao nhiêu clo nó dồn hết vô cây cô chú anh chị, thì clo nó gì, nó là cái chất khử, nó ảnh hưởng tới bộ rễ của cây chứ anh chị, nó chết rễ dần dần vàng lá nha. Nãy là chị đặt Thủy Tiên có vòi rồi nha. Số 7 nãy có cây có vòi đúng không luôn? Đúng rồi, chị có một cây có vòi, chị hoa lan tím em mới phát hiện thêm chậu, là nãy giờ em bán tổng có 2 chậu có vòi thôi. À, nước vo gạo được chị. Vo gạo thì là vo cái nước đầu tiên á, chị lấy nước đó chị vo, chị tưới. À, nhớ giúp em nha, anh chị ở Sài Gòn dặn cái vòi nước máy nó sao trồng, nhiều khách ghé đây nè. Nó sao chị trồng cây gì cũng chết chứ không phải cây lan. Nó tại vì cái nước của mình á nha. Tưới nước phun tên nó bị vàng lá là thời gian đầu từ từ nó sẽ ổn. À chị Duyên hả? À, dạ, nếu mà cây chị thích nghi được thì tốt. Còn thông thường thì em cũng khuyên khách là nên hứng vào cái xô hôm sau rồi lấy cái nước đó tưới nha các chị. Thì nó bay bớt cờ lo, chứ về nguyên tắc như nhà vườn tụi em, ví dụ người lấy nước máy là không bao giờ tưới được cây lan. Không nhà vườn nào dám lấy nước máy để mà phun tưới cho cây lan cả. Phải xả qua nước hoặc qua đêm. Thậm chí một số nhà vườn người ta bơm trước giếng lên, các anh chị, người ta để trữ trong cái hồ lớn, người ta lấy cái nước đó người ta tưới cho nhà vườn của người ta. Đó là cái cách làm. Ở Thái Lan nữa, Thái Lan nguồn nước rất là phong phú và đất rộng hơn, thì nó người ta cũng làm như vậy, ta xây nguyên một cái hồ lớn, hầu như vô nhà vườn Thái nào cũng phải có một cái hồ nước, một cái ao nước lớn to đùng thế này chị. Em vô em để ý là hầu như cũng phải có một cái ao nước lớn để trữ nước cho tưới nguyên cái vườn lan. Rồi, cô chú anh chị nào có lấy sơn thủy tiên nữa thì báo em nha. Cây này em gửi cho cô chú anh chị 200, anh chị ở Sài Gòn vẫn còn ngắm hoa được cho mình. Ngới ngắm cái này, cái mắt u khác nó sẽ lên cho mình. Nhưng cây này hơi ít thân xíu, mầm đang bật lên nha. Chỗ này em bán cho chị luôn bằng giá 200 nha. Bán cố cho hết, còn 5 chậu nữa hết nha chị. Đó, mắt u đang lên nè, vòi này đang mắt u đang lên nè, vòi bông đang có, mình ngửi luôn. Thơm, rất là thơm nha cô chú anh chị nha. Mặt bông nè, các anh chị đúng mặt bông trên hình nha. Em chào chị Hồng Thắm, em đang bán cho cô chú anh chị 230, bán luôn chị 200 nha, 200 đang nở bung cho cô chú anh chị rồi. Ở đây còn mắt nè, còn mắt đang lên nha, tính luôn 200 cắt luôn cho mình. Được hai cây như thế này. Cô chú anh chị nào có lấy chơi bông xong rồi tháo ra ốp gỗ. Ốp gỗ trông rất là đẹp chị, sau này nó nở bông nhiều, mầm con lên nó sẽ nhở nhiều bông lên, nó sẽ rủ xuống như cái chụp lồng đèn. Chỗ này em bán cô chị 200, em còn được 5 chậu sơn thủy tiên. Còn chị nào thích không có thích bông thì lấy như thế này, nó hơi lùm nhiều thân hơn, cũng làm giá trên chị 200 nha. Nếu mà nhú cái vòi lên là em bán chị 230, em cắt lỗ luôn, còn được 5 chậu cho cô chú anh chị nha. Sơ thủy tiên đó, hai chậu lùm như thế này đó. Cô chú anh chị nào có lấy, chị tưới trực tiếp từ vòi mà cây vẫn tốt, vẫn mọc quá trời luôn. À chị sao vắng? Dạ ok chị, nếu mà vậy thì nguồn nước của chị là ok đó. À, nguồn nước của tùy chỗ cô chú nữa anh chị, tùy chỗ cô chú anh chị, chỗ mình chỗ khác, ví dụ cái huyện này khác, cái chỗ kia nó khác, cái mỗi cái công ty cấp nước, mỗi cái nguồn nước nó khác nhau, nó lấy khác.
khác nhau, cho nên cái thì em nói đa số cô chú anh chị ở gần như khu vực bên em á, cái nguồn nước nó khác, khu vực quận 7 nó khác, khu vực Củ Chi Nhà Bè nó khác, mỗi nơi cái nguồn nước mình nó khác nhau. Nên nếu kỹ anh chị thấy cây lan mà ổn ok chị cứ tưới thoải mái, còn nếu không ổn anh chị phải kiểm tra nguồn nước và phải hứng ba xô hôm sau ổn anh chị lại lấy nước ra tưới giùm em nha. Cô chú anh chị nào có lấy sữa thủy tiên lấy em còn được hai bụi lầm hai bụi có bông bán bằng giá 4 bụi cho cô chú anh chị với giá 200.000 một bụi, 200.000 một bụi nha, sơn thủy tiên. Rồi em lên cái này nè. Môi lớn em cũng không biết tên môi lớn, bữa ông thầy cũng gọi mới biết. Đây hai cây đen lai thủy tiên cây môi lớn nha, còn hay còn gọi là cây môi lớn. Hai cây cái này nó hư cái búp rồi, được hai búp 160.000 một cây. Đen lai thủy tiên có ăn nắng được không hả? Đó là hàng rừng, nó cần khí hậu mát mẻ nha cô chú anh chị. Gốc nó là từ cây rừng, nó là cây rừng, nó thuộc dòng lan rừng, anh chị nắng trực tiếp thì vẫn được, nhưng mà nó sẽ hạn chế hơn. Anh chị nên có ẩm ẩm, thấp thấp, mát mát, có lưới càng tốt. Đó sơn thủy tiên như em nó kim lai em nói anh chị, ống điếu anh chị phun nắng được, sơn thủy tiên anh chị phải thử thôi, tại vì gốc nó vẫn là hàng rừng, không quá nắng quá liên tục, tại vì nó cái cây này cũng thông thuần rồi chị, thông người ta thuần dưới lưới rồi, nên chị xách nó đem ra bên ngoài thì chị phải tùy thuộc vào anh chị, chỗ của anh chị nữa nha, chỗ chị để được thuần hay không. Anh chị lấy một cái cây cuộn cẳng cẳng anh chị đem ra ngoài, nếu một ngày sau không hề hấn gì hết, không có biểu hiện gì trên lá, không biểu hiện cháy lá, thì anh chị đem hết vàng lan ra để luôn. Nếu anh chị đem ra mà thấy cháy lá thì đừng có đem, phải giăng cái lưới nó giùm em nha. Và mặt bông cây môi lớn hay còn gọi là dendrolite thủy tiên, mặt bông nó như thế này nè cô chú anh chị. Dendrolite thủy tiên còn gọi là cây môi lớn, tại vì sao cái môi nó rất là lớn á chị, cái lưỡi nó rất là to. Dendrolite thủy tiên đó. Cây này được hai chậu trồng thang, còn sót lại em bán được trước hàng này trồng thuần rồi, 160.000 một chậu, hai chậu thôi. Mắc cười ghê, chị chăm cây mập tốt, đẻ con quá trời, mà ông anh bà con trồng cây nào chết cây đó, chăm lan thấy dễ mà nhiều người không chăm được là sao ta? Không mà em thấy chị mát tay thiệt, người ta nói có cái mát tay á nhỉ, ví dụ chăm ok đều đều, nhưng mà có những người chăm rất là đẹp, rất là khỏe, giống như chị, giống như chị Thủy Thu, và giống như những chị cô chú anh chị mà chăm lan, tại vì giống như mình hợp với cái mạng của cây. Chị không biết là em có hợp phong thủy không, tôi nói vậy chị, giống chị mát tay mình chăm cây lan được. Cũng có người nuôi con gì cũng chết là vậy đó, nó phải có hợp nha. Nào chập chồn tra cáo về hả? Trời đi, em đi Thái em nhớ thấy có lô cáo mà không biết có qua có còn không. Được trước năm rồi em có qua, tuần sau em đi Thái rồi để em coi cây đó ổn không thì em cho về cái lô cáo Thái, sóc thái chồn cáo không. Mấy cái rừng á thì một cái số gì nó dễ trồng hoặc thuần rồi, như sơn thủy tiên này em mới mạnh dạn về cho anh chị thôi, chứ còn đa số em ít về hàng rừng lắm. Mấy cái rừng mà sách về ít người các anh chị, tại vì nó bông có một lần bông năm mà, nên em cũng ngại đó. Đen lai thủy tiên nha, cái này 160.000 một cây nha cô chú anh chị, này lấy hết cặp luôn em để cho cô chú anh chị luôn à. Đó, 280 trên đen thủy tiên 160.000 một cây. Hàng này nhớ giúp em là trồng thang đã thuần cho cô chú anh chị rồi nha. Cây này đen lai thủy tiên hay còn gọi là cây môi lớn, cái lưỡi nó rất là to, môi lớn cho cô chú anh chị nha. 160.000 một cây thôi nè, 160.000 em có hai chậu thôi, có hai chậu à các chị. Cho coi mặt bông kỹ cho cô chú anh chị coi nè, mặt bông của nó nè các chị, đẹp không các chị, cái môi lớn đó, hay gọi là cây môi lớn. Hôm bữa ông thầy hai rìu á chị đấy, em thấy thầy ghi là cây môi lớn em mới biết cây đen lai thủy tiên còn gọi là cây môi lớn, thầy ghi đó nha chứ không phải em ghi đâu, thầy đó môi lớn, mình cũng học thêm được cái tên các anh chị. Cây môi lớn đen lai thủy tiên là cũng là nó nha cô chú anh chị, có hai chậu thôi,
hai chậu mặt bông nó đẹp, nó cánh như cánh chớp như vậy, nó dòng lai. Hôm nay cây này anh chị rất ít người bán cây này, nếu có là bán cây chậu nhỏ. Thị trường thì năm trước, cuối năm trước là có cây chậu nhỏ thôi. À, lấy cho chị cuối cùng cho chị Phan Hằng nè. À, đem lại Thủy Tiên 200 cho chị nha, em cảm ơn. Cuối tuần chị ghé lấy, ok chị Hằng. Hồ điệp đỏ phía sau, coi thử đi Phượng hả? Trời, chị Nhật Nguyệt nhá thôi nha, nhưng mà chiều mới báo giá nha. Để em cân đối lại cái giá, em thấy nó rẻ lắm. Giá bất ngờ luôn. Chị Lai Thủy Tiên mua của chị 7 cây rồi hả chị Quỳnh đi? Đã không chị, mà thật sự em mê cây đó. Em mê nó, đừng nói chi chị. Tại biết sao, cái cây đó ít người có. Mà mặt bông nó đẹp, cái môi nó to đùng, mà cái màu son bông nó rất là đặc biệt nha. Đó, đó, hai loại nha. Còn loại nữa, nói chung là chịu đi, giá đi. Chịu, đẹp lắm. Em dành cái 2 giờ, nhanh rồi chị. Còn tiếng nữa thôi, tới giờ đó rồi. Rồi, 1 giờ rồi. Một giờ rồi. Nè, cô chú anh chị này có hai chậu thôi nha. Chậu này, chậu số 1 nè. Đen Lai Thủy Tiên. À, Dendro Lai Thủy Tiên mã 1 cho cô chú anh chị. Chậu lùm như đây có hai mã thôi. Chậu số 2. Số 2 thì nó đang có cái mầm. Thứ ba nữa là nó có hai cái bắp cho mình luôn. Chờ ngắm bông của nó gì nha. Được hai chậu thôi. Chị Vinh đi 7 chậu rồi hả? Đổ cái lùm dưới đi chị hả? Cây của chị lùm lắm luôn á. Chốt chậu số 1 cho chị Cúc Hồ nè. Em cảm ơn, em còn chậu cuối cùng. Cô chú anh chị nào có lấy nha. Chị Pha Đen Xuân đâu hả? Trời, chị quên. Anh Thịnh Phát ơi, xin lỗi ngàn lần, xin lỗi. Chị đổi chậu này không? Em đổi cho. Chị Phan Hằng có đổi không? Là hai cái chậu mà này nè, hai chậu lùm nè. Chị Phan Hằng có đổi chậu này ok thì báo em nha. Rồi em lên Đen Xuân nè. Em còn một chậu Dendro Lai Thủy Tiên, hay còn gọi là cây môi lớn nha. Đổi cho chị Phan Hằng nha, em cảm ơn. Cái kia nó lùm hơn, mà thích thì em chiều. Đó. Thì em xách cái cây kia, cái lòng đổi lại, không cho đổi đâu nha. Rồi, nè, cậu này em bán chị 160 ngàn. Cô chú anh chị nào có lấy, có hai cái bông cho mình nha. Hai cái bông, đó, 160 ngàn, có cái mầm bật lên. Bật lên, rồi em lên Đen Xuân nè. Chị gì hỏi em nè, bán sale luôn nè. Sale tới Phượng nó sale nè. Xách ra cái chị đổi lại à, thôi không đưa lên đâu. Đây, Đen Xuân Nhật em bán sale nha. Cây này là dòng Đen Xuân Nhật cánh trắng nhụy xanh mà hoa rất là thơm nha. Em đang bán sale hôm trữa, bán cho cô chú anh chị là 170 một cây. 170 một cây. Giờ em bán rẻ cho cô chú anh chị luôn nha. 100 ngàn một cây. 100 ngàn một cây. Mình mua 2 cây là giá là 180 ngàn. Nha, anh chị lấy giống nha. Em bán là đáng để anh chị về lấy giống lại để trồng nha. Tới cửa hàng xem đổi nữa hả? À hi hi hi. Chưa chắc còn chậu đó. Đấy, cái, qua liền đi. Đổi cái nó đẹp hơn, thấy lùm hơn mà. Tại chị thích cái kia thì em chịu. Có thông chai độ gì? Thông chai đỏ. Thông chai đỏ chị. Không, em có cái chiều nay sẽ có cây gì ta? Tự nhiên quên tên rồi. Thiên lan xanh. Mấy đứa kêu là kêu thiên lan xanh. Sati. Pink sati siêu thơm. Pink sati siêu thơm nha. Đó. À, lấy hai cây cho anh Phước và anh chị lấy giống nha. 180 em cảm ơn. 180 một cặp các anh chị. Lẻ 100 ngàn một cây, anh chị lấy giống giùm em nha. Đen rô xuân cánh trắng hồng xanh hoa thơm. Hồ đẹp chiều chị Huỳnh thôi. 2 giờ 1 tiếng nữa thôi. Yến lên like. Chậu hoa vàng cho chị Tiên Đoan hả? 200 chị Tiên Đoan. Em còn 3 chậu nè. Một chậu nha. Này bán lá nha. Có bông thì về mình ngửi được ngửi nha. Còn em bán lá nha. 2 chậu nè. Đen đây này là cây sơn thủy tiên. 3 chậu nha. Em còn 3 chậu. 3 chậu. 3 chậu cho mình, chậu này đoàn giá cho anh chị luôn. 3 chậu này 200 ngàn, 3 chậu 600. Cô chú anh chị nào có lấy sơn thủy tiên em còn được 3 chậu cho mình nha. Hello, chào chị Hoa. Chỗ này ít thân nhưng đang có bông sơn thủy tiên.
rồi em lên đem xuân cho cô chú anh chị cho cho mình coi mặt bông. Anh Thịnh, Thịnh Phát gì có lấy báo em nha, em đang sale cây này được trước bán chị 170, cặp là 200, cặp là 300, giờ em bán chị 100.000. Xuyên bông cây này dễ trồng nha cô chú anh chị, về chịu khó thuần em bán là bán chị để anh chị dưỡng lại, thay vì đem về vườn em dưỡng lại tầm 1-2 tháng nữa em cũng lên cho lên, nhưng giờ bán luôn cho cô chú anh chị đứt đoạn luôn nha. 100.000 cây mặt bông ạ. Đây là giống của Nhật mà xuyên bông quanh năm các anh chị ơi. Đây Dendrosun Nhật cánh trắng hồng xanh. Là các anh chị mặt bông nè, thơm, thơm lắm. Mùi nó ngọt, mùi hoa trà, Dendrosun mùi hoa trà. Anh chị về tháo ra thêm vỏ thông lớp dưới gốc giùm em. Đó, những cây này anh chị về thuần lại vỏ thông giùm em nha các anh chị. Vỏ thông nha. Bông chi chích trên từng thân nách lá nha cô chú anh chị, hôm bữa bán bông hết rồi. Ế nên là còn tồn vào bán lỗ đó. Ế à, ế thiệt nè, 100.000 cây đó. Để cặp cho cô chứ 180.000, em còn một cặp nè, hai cặp nè nha, ba cặp, bốn cặp, bốn cặp rưỡi. Chị ơi lan y như bị luộc, nhìn giống như úng là trái, là bị gì ạ? Là bị cháy nắng á, bị luộc y bị hầm quá, bị cháy nắng á, bị hầm á chị Cúc Hồn. Hoặc anh chị bị cháy nắng như luộc kìa đó, là chị bị nắng trực tiếp cháy vào á, bị cháy đó, chị phải lấy di chuyển chỗ khác tránh cái nắng trực tiếp giùm em. Hầm quá nóng như luộc nha. Ba chậu hả? Ba chậu 250 chơi luôn, chịu không? Hai ba chậu thay vì 270 đúng không, chơi luôn ba chậu 250, quất đi em, quất luôn tới chị còn hết em bán cho nó hết. Hỗ trợ giúp em thanh lý mua bên chị về ghép mà rổ hôm nay không biết lý do gì mà vàng lá rụng hết rồi. Rồi biết rổ ghép rồi. Bà nhà ghép vào rổ. Ghép vào rổ hả? Sao ghép vào rổ là sao? Chị có vấn đề gì nhắn tin qua Messenger giùm em. Ghép ghép vô gỗ cây đúng không? Bị bà hôm nay vàng lá rụng hết trơn đúng không? Cho bà chậu lùm tí nha. Một cây hai cây nè, ba chậu cho chị Thi Quỳnh nè, chị chịu chơi em, chịu chơi luôn cho chị nè, ba chậu 250 nè, em bán cho nó hết đó nha. Cảm ơn chị Thi Quỳnh. Một cây, hai cây về dưỡng lại nha cô chú anh chị ơi. Ba cây, ba chậu 250, 100.000 cây. Bị vấn đề cây như thế nào anh Vân Kỳ lên giúp em thông tin, ghi lại là nhắn tin nhắn để bên em phải phi 25 hả, thanh lý mua chị về ghép vào rổ thêm một chậu cho chậu rồi. Ok, ok anh trai. Anh Xuân Hòa thêm chậu cho anh Xuân Hòa nha. Một chậu cho anh Xuân Hòa nữa em, cảm ơn. Ba chậu cho 250 nè. Đổi cho chị có cây bị ngã đi. Biết cây nào bị ngã chết liền luôn á. Lấy cây này cho chị có mầm đang lật lên cho chị nha. Nha. Chị Thi Quỳnh số 15. 15 có cái cây gì nó bị ngã. Anh Xuân Hòa số 10. 1. Cô chú anh chị nào lấy đen xuân nữa lấy thường cây thanh lý anh chị về. Tại vì bạn chị biết sao không? Cây thanh lý mình về là thanh lý là cây để tồn ở cửa hàng. Các em nó xả, nhiều khi xả âm vốn đó anh chị, âm phân nửa vốn luôn. À, xả để mà đi cho hết đơn anh chị về, phải chịu khó treo lên tưới B1 khoảng một thời gian nữa rồi anh chị hãy dồn vô chậu, gom lại chậu. Nếu anh chị dồn vào ngay thì nó dễ mất sức cây, tại cây đang trạng thái là đang mất sức, anh chị về dưỡng lại rồi hãy ra chậu. Còn nếu về anh chị dồn luôn vào chậu ngay, dồn là mình đã động rễ rồi, cây nó đang mất sức mà anh chị dồn, chị tháo bớt giá thể nó dập rễ, nó động rễ thì cây chị sẽ bị vàng lá nhiều nha. Đó là cái điều không tránh khỏi. Ôi, nó moi ra được mấy cây nữa nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào có lấy đen xuân lấy nha. Đen xuân cánh trắng hồng xanh em còn được nhiêu đây nè các anh chị. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3 combo nữa. 100.000 một cây, lấy 2 cây, 180, 3 cây cho cô chú anh chị là 250 luôn. Bán tất tần tật, tút tuần tuột nha, mặt bông. Đen xuân hoa rất là thơm. Em nói cái cây xuân này, nếu đen xuân trước đây á là một năm anh chị thường có một lần bông thôi, và khí hậu lạnh nó mới cho bông. Còn cái cây đen xuân này nóng lạnh gì cũng cho bông các chị, và bông này quanh năm, quanh năm. Khách em đã trồng và trải nghiệm rất là nhiều nè, hầu như cây này tháng nào cũng có bông, cũng bán cho chị hết mặt bông à.
và thậm chí chạy quảng cáo để bán cho cây này luôn cô chú anh chị ạ. Nó đen sưng như thế này nha, mặt bông em bán chị 100.000 cây, chị về nè anh chị thấy không, nhà người ta đổ thông vô chị, bỏ thông vô thôi nha, cắm cái ti cao cao lên cho giữ cái thân nó đứng thẳng lên, nó theo cái thế của cái ti nha. Ba chậu đen sưng cho chị Mai Nguyễn nha, một chậu, hai chậu, ba chậu đen sưng cho chị Mai Nguyễn nha, 250 em cảm ơn ạ. Em còn được hai combo nữa thôi, cô chú anh chị nào có lấy đen sưng lấy nha, một combo còn được hai combo đen sưng cuối cùng nè các anh chị nè. Thậm chí có những cây mà nó còn mắc ở đây nè, nhưng mà em không có tính, con bữa nay chị ế cũng cỡ 2 tháng rồi đó, cây này ế ở đây cỡ 2 tháng rồi nè, cỡ 2 tháng rồi ở đây nó bật con nè, vòi ở đây cũng còn đang sưng nè các anh chị nha, đó sưng nè anh chị thấy không, vòi không đó nha. Một số như em tưới nước nhiều thì ở đây nó lên con, đây lên bông chứ không phải lên con hết chị ơi, bông một cái bông này là 2 cái con ở đây lên bông rồi, còn còn bông nữa cô chú anh chị ơi, đó con nè, con ở dưới đây một đám con luôn, một con hai con nè các anh chị ơi, ở bên đây nè con này nữa nè, bông nữa nè nha, đó 3 cây em còn được 2 combo thôi, anh chị về dưỡng lại giá rất là rẻ, một combo cho chị đỡ quyên luôn nè, em cảm ơn. Còn combo cuối cùng ai hốt luôn giùm em với, 250.000 3 cây em bán âm vốn luôn kệ đi nè anh chị. Đó. Có cái thì lên kia, có cái lên bông nha các anh chị. Đó, một combo cuối cùng cô chú anh chị nào có lấy đấy nè. Em để đây nè, con nó đẻ tùm lum tà la luôn. Tùm lum tà la luôn. Đó anh chị. Nè, một combo cuối cùng đen sưng, cô chú anh chị nào có lấy canh sưng trắng trắng hồng xanh nè, chị nhảy tùm lum luôn. Nhảy tùm lum đây thì nhảy con, trời tụi con lên rồi tùm lum luôn. Đó, anh chị này thiếu nắng nè, cho nên là đa số nó sẽ bung mầm lên rất là nhanh. Nếu đầy đủ nắng anh chị, đủ dinh dưỡng thì nó sẽ lên bông cho anh chị. Còn cái này là do em để đây thiếu nắng nên nhảy con quá trời con luôn. Nhảy trên thân luôn. Con không à. Tính ra nhiều có 80.000 cây à, rẻ rẻ hết luôn nha. Combo cuối cùng hết luôn. Hết luôn à. 2 hoàng hậu có bông. Cô chú anh chị nào có lấy Linh Thuận Phát ơi, Thịnh Phát ơi đâu rồi? Hồi nãy hổ quá chừng luôn rồi, đâu mất tiêu rồi. Hú anh ơi. Có đấy đen xương lấy nha, em còn có được 3 cây cuối cùng, mới lát đồi của đen xương nữa không có, anh chạy đâu mất tiêu rồi. Ảnh đầu like anh hỏi rồi chị. Này, cái đen xương cánh trắng hồng xanh, dòng này của Nhật nha chị. Thơm, rất là thơm. Hồi nãy anh hỏi em đầu like tới cuối giờ anh chị tên gì ta? Phát nè. Thịnh Phát đen đưa xương chậu đẹp, có không? Đâu rồi chị? Thịnh Phát. Thú em trai Thịnh Phát ơi, đâu mất tiêu rồi. Còn được một combo cuối cùng, anh ấy có lấy thì báo giùm nha. Một combo cuối cùng. Cây này à, nãy chị nói cái chân thân này hả? Rễ đó anh chị, đâu có ảnh hưởng gì đâu. Mình cắm lại giùm em thôi. Nó nhiều thân, thân nó có này, nó khuyến mãi thêm cái này nữa. Đó, còn được một combo cuối cùng, cô chú anh chị nào có lấy 250.000 nha. 250.000, 3 cây 250 dồn vô chậu đi các anh chị. Bông nghi ngút luôn. Anh chị ra chậu này, giá thể này trồng thang, cắt bỏ cái này đổ ra, thêm thang và bỏ thông vào giùm em. Thêm thang bỏ thông tưới B1 giùm em. À, tưới B1 thêm giùm em khoảng chừng 1 tháng, 3 tuần á, khi đầu rễ đó ra rồi anh chị mới cho ăn phân gốc nha. Nhớ giùm em, khi sang chậu phải cho có thời gian cho cái rễ mới đó ra rồi anh chị mới phân gốc vào nha. Đó là cách sang chậu hiệu quả mà ít bị hao cây và anh chị bị ngộ độc từ cái phân của mình nha. 3 cây này cô chú anh chị nào có lấy combo cuối cùng thôi đó, 3 cây 250.000 em bán cho nó hết đó chị. Ai lấy em combo cuối thì trời hòm ngộm nó hoài luôn á. chơi nó hoài luôn á. Còn mỗi cái tên là thiếu tiền cũng có đúng cây luôn. Hú dí luôn. Còn mỗi cái còn con cây. Đây là thiếu tiền còn cây, mà cây có bông nữa chứ. 160.000 nha, hàng trồng thang. Cô chú anh chị nào có lấy nha. Môi lớn, cây môi lớn, cây này cây môi lớn. Rồi. Gấu trúc cũng còn được 2 combo, mỗi cái ít ít à. Sao hôm nay không dớt dắt vô em nó đỡ khổ nè. Em còn 2 cây hoàng hậu có bồi bông nha. 2 cây hoàng hậu, hoàng hậu có bồi bông còn được 2 cây. Bên Thái còn, chị Thanh Thí, bên Thái còn. Bên Thái còn. À 200 một cây cặp 300 mấy em quên rồi. 38. Em có 2 chậu hoàng hậu xanh có bồi bông nha, còn 2 chậu 280 một chậu.
anh chị lấy hết hai chậu em để luôn 500 nha, hai chậu mặt bông hoàng hậu. Em đưa cái hoàng hậu chị em ghiền thôi. Hoàng hậu vũ nữ, hoàng hậu xanh. Đây nè các anh chị, vũ nữ hoàng hậu xanh. Đây là cây có bông em đang cầm bán, cô chú anh chị có bông nha. Đưa cái này một số cô chú anh chị đã trồng trước đây giật mình nói ủa sao cây tôi bụi to đùng mà không có bông, còn cây này cây nhỏ mà nó có bông. Cây nó nhỏ xíu nó có 3 thân mà nó có bông, còn cây tôi cả chục 20 thân mà chưa có bông. Nha. Phải của cô chú anh chị có câu trả hỏi đó không anh chị? Đây nè các anh chị thấy không? Đó nó bồi bông nó vậy đó nha. Hoàng hậu xanh này em còn hai chậu em để cho cô chú anh chị 280 một chậu. Mình lấy hai chậu hết luôn em để ba là 500. Rồi một chậu cho chị hoa đang tím nè, có bồi bông cho mình. Một chậu cho chị hoa đang tím nha, em cảm ơn. 280 chị. Robusta còn nè chị Mai Nguyễn. 220 một cây Robusta. Cây nè, em có giới thiệu nè, em nhớ ai có ai đó hỏi em mà em quên mất tiêu rồi. Nè, Robusta nè. Chị Mai có lấy không? 220. Hôm bữa chị Mai hỏi hay là có khách nào nữa hỏi em mà em tưởng là hết rồi. Xong còn sót nguyên sọt, cái chị còn được mười mấy cây luôn. 220.000 Robusta. Cây nè, chị có lấy không? Robusta, hàng có tem cho mình nha. Robusta. Có cái một số cây nó rớt tem ra các anh chị. Mà cây này nó xiên bông vòi nè các anh chị. Không để ý vòi sắc nách nè. Đang có vòi nữa nhưng mà hư bông nha. Tại vì em bán vận chuyển Minh Thái về. Nó có tem như thế này, nó có gắn cái tem nè, có cái thì nó rớt tem ra. Robusta chị Mai có lấy không? 220 một cây. 220 một cây. 220 cái này có giá cặp. Mình lấy hai cây nó là 400. Đó, chị Robusta cặp là 400. Một cây cho chị Mai nè. Em lấy một cây cho chị Mai, cây to nha cho chị nha. Em cảm ơn. Robusta 200. Em còn được hai chậu nha các chị, hoàng hậu được hai chậu chứ phải một chậu, do kiếm thêm được 1 chậu nữa. Mà vòi bông nè. Vòi bông hoàng hậu mình dài cả mét. Và cái số lượng bông trên cành nó gì phải cả trăm bông. Cả trăm bông nha các chị, để kết trên cái chậu, cái vòi bông nó dài cả mét. Và cái bông nó là bạn đối xứng tứ phía chứ không phải như cây dendro mà nó hai bên, một bên nụ bên này, một bên nụ còn này, đối xứng tứ phía bốn bên bốn mặt luôn. Bông nó là bông đối xứng tứ phía. Em còn được hai chậu hoàng hậu cho cô chú anh chị. Và em trả lời có ai ở cô chú anh chị ở đây thắc mắc là tại sao cái cây hoàng hậu của em nó có 3 thân mà nó cho bông, còn cây hoàng hậu của cô chú anh chị ở nhà cả chục 20 thân mà nó chưa cho bông không? Em hỏi thiệt, tám mấy cô chú anh chị có ai hỏi, hỏi thì chia sẻ, không hỏi thì thôi em lướt qua em khỏi nói luôn. Đó, cây này em bán cho chị 280, anh chị lấy một cặp luôn. 280 anh chị lấy nguyên cặp thì em tính cho anh chị luôn một cặp đó nha. Ai lấy hết cặp này em để luôn 500, còn lấy lẻ là 280 nha. Có hả? Rồi. Có. Rồi. À biết sao các anh chị? À, cái giống, do cái giống. Do cái giống của cây hoàng hậu á chị. Trước đây á thấy họ cấy ra, bản thân em cũng trồng mà. À, cái lần đầu tiên Kha khởi sự làm ra vườn lan là em có trồng sốc nhiệt mới cho bông hả chị, và phần đa số là từ cái giống chị, quan trọng là cái giống. Cái này là cái giống của người Đài cấy ra, Đài Loan cấy ra, người Đài cấy ra. Còn cái giống của Thái cấy ra, cái giống cũ á, cũ anh chị phải 3 năm mới có bông. Chị cũng mua chậu lớn năm rồi mà chưa có bông. À, nếu mà đầu năm, giữa năm là em đã có giống mới rồi. À, chị thì không biết chị mua ở đâu, thì cái tụi em là năm rồi là đã có giống mới rồi, em đã xài giống Đài Loan rồi, em không ngưng cái giống bên kia rồi. Giống Thái á, thì chị cũ chị phải to 3 năm thì mới có bông, cũ nó sẽ to gấp đôi này, gấp đôi gấp 3 lần như này nha. Khi trồng có hoa, có khi trồng rồi chết luôn hả? Có khi trồng rồi đã đời không có hoa, rồi có khi trồng rồi chết luôn hả? Rồi gì á, chị lan tiếp. À, cái giống, do cái giống á chị. À, nếu mà cái giống cũ thì anh chị phải làm bông nó, và sau khi ăn Tết xong anh chị làm bông, mùa bông nó ra tầm 30 tháng 4, 30 tháng 4 kéo dài cho đến tháng 5 tháng 6, đó là cái tháng của hoàng hậu bông. Còn cái hoàng hậu của Đài Loan bây giờ là tháng nào cũng cho bông, bông liên tục. Em bán anh chị hả? Bây giờ tháng mấy anh chị? Mới có đầu tháng 3 mà em bán lâu rồi, tháng nào cũng bán giống này, giống của Đài. Người Đài hay vậy, chị cấy giống sao mà xiên bông cực kỳ. Giống như cây bi bữa em bán anh chị đó, bi Đài đó, bi vàng Đài đó. Bông nhìn đâu thân nào cũng lên vào bông mà mê thiệt. Bây giờ còn kia được mấy cây mà bữa em còn sót mà không biết đường nào về,
không có biết đường nào về, về gửi có người đi qua đi lại đó mà sách nó phạt ở sân bay rồi không dám về luôn đó chị. Còn AB đó, AB vàng chị không về được, nhập số nhiều nhập công tới về chứ nhập gần vài 300 cây thì về làm gì, về chết luôn nha. Còn được hai cây hoàng cầu cô chú anh chị nào có lấy lấy nha, hoàng hậu này bông quanh năm, bông quanh năm nha. Em còn được hai chậu mặt bông cho cô chú anh chị nghĩ lại, sốc gì có bông hả? Thường lâm bông em sẽ ngưng nước, ngưng nước khoảng chừng 3 tuần thậm chí ngưng cả tháng đó chị, sau đó mình mới kích kích mạnh vô, kích 10-55-10 cộng với atonic đề ca mông cộng với super thai quất vô kìa, quất mạnh vô nó ra bông. Nhưng mà phải làm đúng thời điểm, đúng cái độ tuổi của cái cây, đúng thời điểm. Với đó là lứa cũ nha, em đang nói về cái hoàng hậu lứa cũ, anh chị phải xài đúng cái thời điểm cho bông của cái cây, cái thể trạng của cây, đúng thời điểm là đúng sau Tết nha, đó, đúng cách để nó ra bông. Và tỷ lệ làm bông nó cũng thấp, khoảng 50% là chỉ thành công rồi. Còn cái giống bây giờ là chị xuyên bông lắm nha, hoàng hậu xanh, mũ nữ hoàng sau xanh. Em còn được hai chậu có sẵn bông anh chị chơi luôn. Ngày trước lúc mà chưa có Đài Loan thì những cây này phải từ 800 ngàn, trước khi chưa có giống đài này thì những cây này phải từ 800 ngàn, tại vì cái tỷ lệ bông nó thấp. Cho nên khi được một cây hoàng hậu rồi anh chị, người ta mừng lắm ha. Giống này không phải kích nha các anh chị, không phải kích, bông quanh năm. Bao nhiêu hả chị anh Tùng Dương? 280 một cây. Nếu mà cây này tầm 2 năm trước à, năm 2021, cây này phải từ 800 ngàn. Người ta ra cái chậu thôi, chậu to bự lên xíu, cái thân thì cũng có 3 thân 1.6 triệu. Em bán nè các anh chị, không phải đừng nói ai bán luôn, 1.6 triệu. Bây giờ cái này giống của Đài Loan ra rẻ, chậm chí với vườn có một cái vườn mà chủ chuyên bán chậu lớn em, lúc đó giờ kia em hoài em đâu có lấy được đâu, tại giờ nói giờ cái Đài Loan nó rẻ quá, giờ bán làm sao. 1.5 triệu đúng rồi, chị Phan Hằng nói 1.5 triệu luôn. Có bông cỡ này bung ra cái chậu lớn bán 1.5 triệu đó các anh chị, giờ anh chị mua rẻ có 280 ngàn, mà có bộ bông nó dài thường thuộc cả mép nha. Nha, qua bông rồi cho nữa chứ phải cho lần rồi nghỉ đâu các anh chị. Dễ trồng, dễ chăm sóc, bông bây giờ là xiên bông. Ngày xưa đâu dám bán hoàng hậu mà nói xiên bông đâu, xiên bông là tới công chuyện, cái này thì nói được xiên bông đó. Em còn được hai chậu nha. Anh Tùng Dương có sưu tầm cây này thì sưu tầm vòi bông nó dài trên 1 mét, và mỗi cái vòi bông nó phải từ trên cả 100 bông, và bông nó là dạng rối xứng tứ phía, rối xứng tứ phía. Đây mặt bông nè các anh chị, mặt bông cây hoàng hậu xanh nè, bông là dạng bông rối xứng tứ phía nên là bông hoa chùm và dài bò bông lắm nha cô chú anh chị, rất là dài bò bông. Đây là cây này của em chụp nè, đó nó có mấy thân nè các anh chị. Cây này ngày xưa phải là trên 1.6 triệu, em không nhớ bán nhiêu nữa, nhưng mà xưa bán hoàng hậu có bông bán đã lắm các anh chị, đưa lên là hết, đưa lên là hết mã đáng đã lắm. Tại vì lúc đó em nói anh chị, lúc mà em làm bông mà nó đạt được khoảng 50% nguyên cả vườn em, phải không? Em nói cô chú anh chị giống như trời cho trúng số rồi chị. Anh chị mua cây bao nhiêu, anh chị trồng bao nhiêu, cây hàng lá bán 100 ngàn, có bông bán 800 ngàn. Trời, lúc đó em như là người trúng số các anh chị. Thực sự chị còn nhớ cái thời mà cái thời 2017, 2018 là cái năm để làm bông được cái hoàng hậu, 1 kg mà đầu tiên của hàng Thái, y như trúng số các chị. Tại có bông bán 800 ngàn, còn người ta mua đại của em có bao nhiêu người ta mua bấy nhiêu, mà người ta sang chậu, người ta đi dự thi và người ta bán rất là cao, rất là cao nha. Rồi cổ hai cây cô chú anh chị nào có lấy kể chuyện cổ tích vài năm về trước tí xíu, rồi lên cây khác nè, ôm hoài. Còn được hai cây cuối cùng nha. Ai siêu có cây này thì sưu tầm cái chị 280, giờ mua rẻ. Chị gì hỏi em bên Thái rồi ta? Em có hai bộ bên Thái này, khách xã đơn đẹp nè. Chị Thí ơi, Thí ơi, em có hai bộ bên Thái nè. Hai bộ bên Thái 300 380, bụi cao. Bên Thái F1 nha, có hai bụi này lùm xả, khách xã nè. Chị Thí có lấy không? Hai bụi đẹp nha, hai bụi này đúng đẹp. Bụi ruat rồi lùm luôn. Bụi này thân cao, hai bụi này chị vô chậu thế đẹp. Dạ chị như đúc, như khuôn đúc. Nó rập dành cho nhau luôn, nó hai cây nha. Chị Thí có lấy không? Thí ơi, cặp này 380, chị hỏi em bên Thái còn không nè. Xiên bông cực kỳ, ra chậu khách em, nhà kể cả nhà vườn đều thích cái bên Thái này các anh chị. Bởi vì sao? Trồng cây nhanh khỏe. Và chị những cây này chị bổ thiết kế được, cây nó thân cao, nó vượt lên cao,
nha, và nó cây nó không bị rụng lá. Bông thì ra chuẩn F1 cho cô chú anh chị xiên bông nha. Hồ đẹp có chị Hồng Phượng, nhưng 2 giờ em mới bán hồ đẹp nha. Hồ đẹp 2 giờ em mới phát like cho mình đó. Chị Thúy có lấy không? Nghe không biết chán luôn hả chị Thái Lân? Trời ơi. Thôi mà đừng nói về mà. Đó, cặp bên Thái thực ra nó chịu trải nghiệm. Cái gì mình nói, muốn mình đứng nói là đều những cái gì mà em trải nghiệm đi qua rồi đó chị. 10 năm em đồng lan rồi chứ bộ, 7 năm bán lan bang bán giày rồi chứ bộ. Hồi trước khi về có cửa hàng mà mát mẻ ngồi về bán á chị, em ngồi lề đường không á chị. Đi làm ngân hàng mặc váy vừa lột ra là đi ra ngoài hội chợ bán bù lăng bù lóc tới nửa đêm về chị. Xưa bầm dập lắm chứ phải bây giờ bán dễ với sướng, xưa khổ lắm. Chứ mới được vậy mới ngồi nói với chị thế này, có nhiều cái để chuyện. Nếu em nói thiệt em ngồi em nói chị từ sáng đến tối cũng có chuyện để nói nữa. Nhưng mà hơi lo bán hàng chứ bán có đơn chứ ngồi nói hoài không có tiền luôn á. Kiếm cơm đi nè. Đây nè, cặp ba này 380, cô chú anh chị nào có lấy nha. Trời quá trời lồm luôn. Thí ơi, Thí đâu rồi? Thí ơi. Chị Thí ơi, Thí đâu rồi? Chắc ba coi lại. Thích lắm nè. Rồi em lên cái này. Em lên cái này tính nói cái gì? Có một chậu vũ nữ nè các anh chị. Một chậu bút chì. Bút chì nè hàng phần nhà vườn. Có một chậu bút chì. Bữa em bán chị 160 bút chì màu này nha. Đang có vội luôn. Em bán cô chú anh chị chậu này luôn. Còn chậu cuối cùng. Một chậu cuối cùng bán cô chú anh chị chậu này luôn. Một chậu bút chì 120. Chậu bút chì đi 120. Có một chậu rồi nha. Để chị 120. Đang có bông bút chì. Một chậu bút chì 120. Cô chú anh chị nào có lấy có một chậu bút chì đi 120. Nãy tính bán cái gì trong đầu nó tới cái neo. Đúng rồi. Đây. 120.000. Cô chú anh chị nào có lấy nha. Đưa cái đồng tiền đó chị. Đây chậu 120 cái gì? Một chậu bút chì màu như thế này, nó có cái hai tông màu. Nhưng mà không biết cái bông này nó ra màu gì nha. Tại hôm bữa về bán chị hai màu, màu này với hơi bậm đậm hơn nha. Đó, cái bút chì 120, 160 để 120. Bữa không có để mà chốt nè, giờ xả đơn nè, bụi này nó lùm nè, 1 thân, 2 thân, 3 thân, 4 thân, 5 thân, 6 thân, 7 thân, 8 thân. Cái vòi dưới đây mới gãy nè. Cái này còn tươi xanh mới gãy luôn. Còn được hai vòi nha, giá thể trồng hang rồi. Nhà vườn cũng ra chậu, trước đó họ trồng vỏ dừa thì sau này họ bỏ thêm hang vô cách trồng này, anh chị nó an toàn. Anh chị để nguyên cái vỏ dừa đừng có tách hết lột hết, còn cái cù cái rễ không chị trồng nó dễ bị hư nha. Còn anh chị khi mình chị ra chậu thấy nhà vườn người ta trồng không, ta bỏ vỏ dừa vô vẫn nguyên cái cục nhỏ này, ta bỏ thêm thôi thì chị trồng nó sẽ về thẩm mỹ thì chị đã phủ hang không có thấy nó vẫn thấy đẹp cho mình nha. Em lấy cho mình chị Thị Linh, em cảm ơn. Nhớ mua thêm gì giùm em với chị Thị Linh. 120 em chưa đủ đơn, mới mua thêm cây gì, lấy thêm cây gấu trúc nữa đi, 60.000 á. Rồi em có hai cây đồng tiền tím, hai chậu đồng tiền tím, đồng tiền tím nha. Chị Mai Nguyễn chưa chốt được, chị Mai Nguyễn em có một chậu à mỗi cái ít ít em lên nốt cho cô chú anh chị cái đồng tiền tím nè. Bữa bán cô chú anh chị 150 một cây đó, giờ em bán hai cây luôn 250, hai cây đồng tiền 250 lẻ cây 130, đồng tiền tím nha 130 cây. Bữa bán 150 cặp, 250 130 cây, lẻ 130. Lấy hai cây để 250 đồng tiền tím cho cô chú, lâu rồi đâu thấy đồng tiền tím nha các chị, lâu lắm rồi. Không có đồng tiền tím luôn, mà cái đồng tiền tím mà em nói mất vừa em đi vườn em thấy cái chậu người ta. Cỡ này của em thôi mà họ ra cái chậu phi 30 các anh chị ạ. À. Thân nó cỡ này thôi mà bán giá giao sỉ cho em 180.000. 180.000 là em đi em dùm xong em đi qua, em đi dùm xong em đi qua. Tại sao mình không thể nào đi ra được? Biết là thị trường nó khan hiếm, nhưng mà để vật cái giá nó từ về này lên tới 180.000 là giá em nhập nha. Em bán anh chị phải từ 220, 230. Tại vì nhập 180 phải đi chị 220, 230 em nhìn thôi em đi qua các anh chị. Đó vậy tại vì chị người ta đánh vào cái tâm lý là cái cây này nó hết rồi. Người ta sẵn sàng bung ra chậu lớn và bán như vậy đó các anh chị. Cho nên là được cái cặp này đẹp nè, anh chị nào có lấy nè. Em lấy cho chị Dung Dung anh là TK trước nha chị Thủy Thu. Đợi xíu em coi còn không. Thủy Thu đợi xíu. Dung là TK em cảm ơn ạ. Anh chị lâu rồi anh chị đâu có thấy đồng tiền tím đâu. Đó là nó đó. Em đi em thấy mà một cây người ta đã giao sỉ em bung cái chậu to đùng là góc cỡ đó thôi, bung cái chậu vậy nè bán em 180 em phải về bán chị 220. Chị Thí Thu được một chậu nha chị Thí Thu. Còn đợi con chị Thu được một chậu trước à, một chậu cho mình nha.
đây đây đây, còn nha các anh chị, còn Thi Thu, hai chậu cho chị Thi Thu nha, hai chậu cho mình, em cảm ơn. Đủ cho chị ạ, em cảm ơn ạ. Em lên đồng tiền tím tét cho mình ạ, cặp cho cô chú anh chị là 200, 250 nha, 250 cặp thế này là cô chú 250 nha, đồng tiền tím. Cô chú anh chị nào có lấy đơn đây, đơn nha, bông nó rất là dài. Cây này người ta bổ chậu lớn nha các anh chị, chậu nhỏ đâu còn nữa đâu, họ bổ ra chậu lớn cho cô chú anh chị coi mặt bông đồng tiền. Em còn được một cặp, ba cặp, còn ba cặp đồng tiền cho cô chú anh chị nha. Hôm bữa bán chị là 160 một cây đó, giờ bán chị chưa luôn 130, anh chị lấy hai cây là 250 và mặt bông của đồng tiền thế này. Em còn được ba cặp cho cô chú, cặp nào cũng có bông hết nha. Em nói em đi vườn mà em đi rất là nhiều các anh chị, em biết cái cây gì nó hết và cây gì hết. Người ta đánh tâm lý vậy, thường ta thì ta quan sát thị trường rất là hay. Nhiều nhà vườn bây giờ rất là nhanh, nhanh hơn mình nữa các anh chị ơi, nhanh hơn đi trước mình một bước nữa kìa. Có một số cô chú anh chị thì vẫn theo truyền thống, vẫn theo truyền thống là cứ trồng cái cây gì dễ trồng, mặc kệ thị trường cần cái gì. Những cô chú đó sẽ bị lỗi thời, sẽ bị tụt lại phía sau. Còn những bây giờ nhà vườn các cô chú anh chị hầu như xem like của em rất là thường xuyên luôn. Đúng không? Tám mấy người này ít nhất cũng phải là 5 người là người đang coi. Thế tại sao họ biết thị trường cần cái gì và cây gì khan hiếm và họ sẽ định hình, họ quy hoạch cây. Ví dụ cây đồng tiền là biết là hết, họ sẽ sẵn sàng ra chậu lớn các anh chị ạ. À. Và cây này ra chậu lớn giao sẽ cho em 180.000, nếu em về bán cho anh chị phải tầm 220, một cây em phải lãi từ 40.000 mới đủ chi phí trở lên. Đó. Nhưng mà cái này em đang nhập cái lô này cũng xa xôi dịu dợi, còn được mấy cây nên được giá rẻ. Cô chú anh chị đừng có thấy lấy mặt bông nè, còn được 6 cây thôi, mặt bông đồng tiền tím. Vòi bông nó vậy á chị, cây này thường ít thân nhưng vòi bông nó ra đã lắm các anh chị. Cây càng thân cao vòi bông nó càng dài nè, bông ngập ngàn nó vòi nè các anh chị. Nó ít thân lắm, chị thấy cái chậu người ta đâu có nhiều thân đâu nè, nó có mấy thân thôi, 3-4 thân mà vòi bông nó thế này. Đồng tiền tím cho cô chú anh chị nha, em còn được 3 cơm combo thôi, một combo hai cây cho mình giá 250. Hello, em chào chị Diệp Ngoan Nguyễn. Cặp như thế này em để 250 cho cô chú anh chị. Em còn được ba cặp cho cô chú anh chị nha. Đó. Cây nào cũng có bông. Cây này là ra chậu, trồng chậu lớn rồi. Ra chậu này chậu lớn cho cô chú anh chị bộ rễ nè, khỏe nha. Anh chị nhớ chị về thuần á, những cây này chị bỏ vô chậu giúp em. Em dặn em chia sẻ luôn cái cách cho anh chị thuần làm sao để cây lan anh chị bỏ vô chậu. Nha. Cái này á anh chị làm sao cố định cái cây anh chị giùm em. Cái cây này thì nó dễ rồi, tại nó to, cái gốc nó to so với cái chậu anh chị phải lắp giá thể vô thôi. Còn một số chậu như là chậu còn nhỏ em chia sẻ luôn cái một cái cách trồng anh chị. Em có một cái đoạn video sẵn chia sẻ luôn, cái like này cũng vừa tư vấn nên em cũng chia sẻ cái cách anh chị sang chậu làm sao trồng thang và nó hiệu quả nha. Này của một cái nhà vườn em đi em thấy rồi em quay rồi em gửi. Nếu mà nhà vườn, xin lỗi cô chú anh chị nhà vườn đó, nếu có gì sai thì tha lỗi cho em, thì cũng chia sẻ để nhiều cô chú anh chị biết cái cách này để mà chăm được cái lòng anh chị. Giá này độc quyền của em quay nha, miễn phí nha, được xem phim miễn phí nha, không có tốn tiền vé đâu nha. Em còn được mấy chậu đằng tiền á, cô chú anh chị nào có lấy ủng hộ em ba chậu cuối, ba combo cuối nha. Đây. Không ai chấm hết rồi không lên luôn á. Hai muốn coi không nè. Hai muốn coi không? Hay có phim không? Có phim miễn phí nè. Thầy thấy không? Ở phía dưới là lót dễ dừa nha, chị em cho coi lại. Đây là những chậu sơ dừa, họ để lót và vòng qua cái sợi dây kẽm ở phía trên nè các anh chị. Để làm chi? Để cố định cái phần cái thân cây lan không bị lung lay. Thì anh chị thấy không? Để cây lan vào ở phía dưới là lót vỏ thông dễ dừa tới thang. Để phía trên giữ cái phần cọng kẽm để cho cái cây anh chị không có lung lay. Giữa cái phần trên lá thôi các chị, cái bộ rễ nằm ở trên đó, đâu có làm gì đâu. Rồi xong qua một cái bước nữa là phủ lên cái thang để cho anh chị
Thứ nhất là cái cọng kẽm nó sẽ giữ cái phần trên chị tưới, chị không có lắc lư, cái phần gốc anh chị nó cố định cho mình đó. Đó là cách đạp. Thôi nói nhiều quá. Đó là vậy đó. Em nói hơi nhiều nhưng nói lang bang xíu nha, hồi bán hàng kiếm tiền kiếm cơm, em kiếm cơm, em kiếm cơm. Rồi. Còn 6 chậu còn 3 combo đồng tiền đó cô chú anh chị nào có lấy nha, em có mấy cây bụi. Cây robot trời nó lùm quá trời lùm luôn. Nha. Mấy cây robot trồng bà liễu trời ơi bụi lùm gì đâu luôn, con trời ơi. Bây giờ mới đếm con, mỗi lần bán robot là đếm con các anh chị. Nè, con nha, robot đang có vòi bông, có con, có bụi lùm nữa các anh chị nha. Cô chú anh chị nào thích lùm không thì nó có như thế này, một đám con luôn nha. À, và bỏ bớt và giữ thông thường, nếu chị mới anh chị bỏ khoảng chừng một phần sơ dừa giữ lại hai phần nha. Như bụi thế này là bụi lùm bắt con luôn, con tứ phía, một con, hai con, ba con, bốn con, một đám lùm thế này. Em đang bán cho cô chú anh chị robot nha, robot Masanin em bán cho cô chú anh chị 13 cặp luôn, 250 cặp, 250. Anh chị thích có vòi bông thì cân hơi cao xíu, còn anh chị thích lùm như thế này cặp 250, mặt bông robot trồng bà liễu nó như thế này. Chiều nay em sẽ về thêm cho cô chú một dòng bà liễu mới, thân thủ của cái mình của robot, mà cái mặt bông cái mình là của thằng cha, cái mặt là của mẹ. Đó là cái cây đó, cây mới nha. Em cũng bất ngờ, em cãi với giường đó, em tới giường em lấy, em nói sao cái cây này rõ ràng cái thân lá là của cây robot mà sao cái bông này của bông bà liễu. Các anh chị nhìn cây bà liễu nó khác, cái thân robot nó khác, cái thân robot cây nó dạng thân cổ thụ như thế này nè. Em cãi với giường đã đời luôn các anh chị, em cãi qua cuối cùng em thua. Tại vì em thấy cái mặt bông nó đưa lên rồi, em cầm đúng có hai cái bông nó nở. Chiều nay cái tối lai á, các bạn Yến sẽ lên live và cầm đúng hai cái bông mà em hy vọng là nó không có rụng nha. Nó mà rụng là tan thương luôn á, tại vì em cầm em cãi một hai là em nói vườn đây là cây robot, nó không, bà liễu nở bông rồi bà liễu, cái bông mặt của mẹ mình của ba nha. Nha, chiều có, chiều tối có. Ai chứng minh được là cho bà liễu ha. thì anh chứng minh đi, em nói đó anh chứng minh đi. Nè mặt bông nè. Mà thực ra cái cây robot khi mà em đặt giống qua Thái các anh chị thì họ dùng chung một cái tên, họ không kêu bà liễu mà họ kêu là cây mezzanin. Cây mezzanin về sẽ ra bà liễu hoặc ra robot. Cây mezzanin em đặt bên Thái rồi nên em biết cây mezzanin nha. Mặt bông robot chiều nay sẽ có cây đó, mặt bông robot nè các anh chị. Cánh nó cứng cáp, nó cứng cáp khỏe hơn bà liễu, đẹp hơn. À, về cái cấu trúc á thì cái bột rời liễu mình nó buồn, còn cánh này nó tươi nó khỏe, và cây này trồng dạng thân thủ, cây này dạng thân thủ cao, anh chị bổ càng cao, ai thích tao to khỏe xài nước ngoài có đây robot nha. Ai hiểu gán chịu em nói vậy đó, thật ra cái robot là nó như vậy đó các chị, to thủ thân thủ đẹp. Này 130 cặp cho mình, 250. Anh chị lấy vòi thì em lấy cây dưới vòi cho mình. Anh vòi thì nó ít thân xíu, anh chị lấy lá lùm là có luôn. Cây thân cao cặp đẹp như thế này cho mình, 250.000 cặp robot cho các chị như thế này. Nó 250.000 một cặp. Con thì nó đẹp tùm lum, mọc ố nu thì mũi thân khỏe, cây cao nha. Cây hoa ràng phía sau em thơm. Cây đó là cây Sơn Thủy Tiên, em đang bán cho mình 200 à. Bữa 230, 250 nay em sale có 200 à. Thơm, không thơm trả lại tiền em, đó hàng rừng mà. Sơn Thủy Tiên rừng đó, hàng rừng, thơm. Chị Hồng Châu có lấy không? 200.000 á. Cây thế này là 200, thơm, thơm lắm. Sơn Thủy Tiên có mặt bông sẵn cho mình, nhưng mà không bỏ hành vội thì em bán tính lá 200.000. Em còn được 2 chậu có bông á. Chị Hồng Châu có lấy 200.000 bán sale, mỗi bán 230, bán 200 nốt luôn nha. Hỏi câu nó hỏi khó. Thì chứng minh đi đã nghe nha. Cặp này em để cho cô chú anh chị 250. Cô chú anh chị nào có lấy robot lấy nha. Đó, giá rất là mềm. Giá rất là mềm. 250. Đó, cây to, lực mầm nè các anh chị. Đó. Robot, những cây này anh chị về một chậu anh chị phi 4 phi 50 cho em. Vô chậu phi 50
là Tết anh chị sẽ có những cây robot thân thủ cao. Nếu mà chị rửa những cây lùm tròn đều thì nó sẽ bung thành một cái chậu rất là đẹp cho mình nha. À, có em có giảm, một cây là 130, mình lấy hai cây là 250 đó, em giảm 10.000. Cái này tại em đi sát giá lắm rồi nên không có giảm hơn được nữa chị. À Hồng Châu lấy hai cây Sơn Thủy Tiên đó hả? Không, 230 giờ bán có 200 à. Cứ hai cây 400 đi chứ em không có giảm được, giảm cho 10.000 đi cho vui vẻ. Được không chứ không? Không giảm được. Tại vì 230 là tay là hai cây chị giảm được tới 60.000 thôi. Anh lấy hết hai cây em bớt cho mình thêm 10.000 nữa. Em bớt chung gu lấy cặp robot nè. Em cảm ơn anh rất trung vui nha. Về đi các anh chị dỗ thiết kế đi. Nhớ cây này thiết kế chị lên nó đẹp. Tại vì sao? Bộ lá nó đẹp. Anh chị nuôi cây càng lớn lên cao, bộ lá chân nó vẫn còn. Đó là cái điều đầu tiên khi yêu cầu đối với những dàn thiết kế anh chị muốn đẹp, là cái bộ lá chân anh chị giữ được. Cái cây này chị dùng lá chân. Anh Hồng Châu lấy cái đó đi, một hoa lùm, một lá lùm. Ok, lấy Sơn Thủy Tiên cho mình nè, một hoa lùm, một lá lùm cho mình. Một lá lùm cho anh nè. À. Một hoa lùm cho anh nha. Hoa này thì cái này nó không bằng cái này nha, nói rõ nha. Nhưng mà em bán là không bảo hành à. Cặp này cho mình em để là 39 bớt 10.000 cho anh vui vẻ. Em cảm ơn. Robert cho cô chú anh chị em lên cặp khác. À, em còn được 3 chậu thôi cô chú anh chị ơi. 3 chậu Robert. Đây. Các anh chị. Chậu thứ nhất cây này đang đứng ngọn cho anh chị thôi là lá lùm nha. Chậu này chậu số 2 đang có vòi mà không bảo hành nha. Cái này cũng hư vòi này, bán lá đi. Và các anh chị, con bật nè. Con bật nè, những cây này anh chị nó dồn, nó đang dồn gốc vào con ở dưới mầm nó đang lên nữa nè chị, con đang mầm đang lên nè à, chị thấy cái mầm của nó đó nha. Giá thể hả? Giá thể vỏ dừa, vỏ dừa. Tất cả nhà vườn đa số vỏ dừa, tại sao nó rẻ? Em đang đi cho anh chị rẻ nhất, tại em mua rẻ, nhà vườn trồng chi phí rẻ nên giá rẻ nha. Đó, chậu nè vỏ dừa anh chị tháo ra nhìn bộ rễ nè, đã không phải chị? Cây chị bộ rễ như thế này thì cây chị trồng đường nào anh chị chết. Nhớ cây này chị ra chậu lớn như thế này, làm vậy chi làm nói lên luôn nè. Anh chị để như thế này nha, để như thế này anh chị gắn cái móc lên trên rồi anh chị cột cọng kẽm như hồi nãy em quay video anh chị. Anh chị gắn cái móc trên trên đây nè, ngóc 3 chấu hay là ngóc 2 chấu tùy anh chị, xong anh chị vòng cái cọng kẽm qua là anh chị giữ được cái phần này nó đứng. Cọng kẽm hai bên nè, cọng kẽm gạch bên này, cọng kẽm gạch bên này, hoặc là cái cầu sợi dây anh chị gạch hai này, phần này là anh chị giữ cố định được cái thân này, xong chị đổ vô vỏ thông vô đây là chị trồng nó rất là nhanh. Chị chứng minh được bà chủ mê lan mà bán thôi, chị chứng minh chứ hai à. Đâu có chứng minh được Robert là chồng bà Liễu đúng không? Còn được 3 cây Robert, cô chú anh chị nào có lấy nha. Một cây, những cây này anh chị em nói cô chú anh chị, khi anh chị ra thiết kế cái điều quan trọng đầu tiên, bà Liễu bình thường chị cao cao lên là bắt đầu lá chân dưới rụng, đúng không các anh chị? Cao lên, càng cao lên lá rụng đúng không, dưới chân chị nó trống. Thì cái cây robot này nè là anh chị trồng tới cây cao cả mét, 2 mét lá chân nó vẫn còn. Đó là cái điều hay, tại sao cái gen này, cái giống này nó khỏe là như vậy đó. Cây này tên gốc là Mezzanine Robot nha các anh chị. Những cây này chị vỗ thiết kế rất là đẹp, tại vì bộ lá nó đẹp từ dưới lên. Anh chị nuôi cây càng cao lá chân nó còn giữ được cho cô chú anh chị. Đó là cái điều khác biệt cơ bản giữa robot và bà Liễu, và những nhà thiết kế người ta thích cái này hơn, chuộng hơn. Mùi hương thì cũng giống nhau, thân thủ thân này mập hơn, nhìn nó vạm vỡ, nhìn nó đẹp mắt hơn bà Liễu. Liễu yếu tiều tơ thì về cái khuôn bông, cấu trúc bông bà Liễu nó đẹp, nhưng về cái thân thủ và những cái lá chân thì rổ thiết kế thì cái robot người ta vẫn ưu tiên hơn, tại vì cái anh chị nuôi càng cao lên cái bộ lá chân anh chị vẫn còn nguyên. Đó là cây chị nó sẽ đẹp nha. Em còn được 3 chậu robot cuối cùng, cô chú anh chị nào hốt luôn, em để cho giá mềm luôn nè. Nãy nhiêu? 125 một cây, 3 cây là 3 cây. Nếu anh chị lấy hết 3 cây em giảm tiếp cho cô chú anh chị là 3 cây là 350. Thay vì 2 cây là 250, thêm 100.000 nữa mình lấy luôn 3 cây là 350 nè. 1 cây, 2 cây, cây nào cũng đang có mầm cho mình hết nha. 3 cây đều nhau.
quán bánh xèo em còn được 3 cây cuối cùng ơi, quán bánh xèo ơi. Em còn được 3 cây cuối cùng, cũng đều đều xăm lo vậy đó nha. Còn 3 cây cho mình. Em lấy 3 cây này nha, quán bánh xèo có ok không? Phải không? Không phải cây đó, cây thần long. 3 cây cuối cùng cho quán bánh xèo. 3 cây đều hả? Ok, 1 cây, 2 cây nè, thêm cây này nữa nè. 3 cây cho quán bánh xèo nha, cái bụi cuối nó hơi thấp hơn. Em để 3 cây cho quán bánh xèo nha, em cảm ơn. 3 cây cho mình, em để cho 350 luôn á, 350 nha. Lấy 3 cây này. Em còn được 3 cây đều 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 nè, nó lùm lùm nè. Em cảm ơn quán bánh xèo nha. Em còn được 3 cây cuối cùng 350 để cho cô chú anh chị luôn, bán cho nó hết nè. 1 cây, 2 cây. Cây này thì nó lùn hơn, cái kia thì nó cao. Có một cây này nó hơi cao, hơi chỏi xíu, nhưng mà vẫn ghép vô, vẫn vô thế đẹp nha. 3 cây lùn, 2 thằng lùn, 2 thằng lùn, 1 thằng cao. 2 lùn, 1 cao. Cô chú anh chị nào lấy combo cuối cùng Robert Messini, lấy nha các chị. Lấy giống mà, lấy giống nước ngoài lấy nha. Có 3 cây này giống nước ngoài khỏe đẹp. 1 cây, 1 cây, bung ra đi. Cái này bung ra phi 50, em nói một lần nó lên trên mà thấy nha. Nè. Một cái mầm nè. Hai cái mầm nè. Ba cái mầm à. Bốn cái mầm, bốn cái mầm này tứ phía nha. 3 tháng nữa nó bung cao cái chậu anh chị, rất là đẹp. Rất là đẹp. Cô chú anh chị thật ra cái chậu này rất đẹp luôn nè. Chậu này nó bung cho chị coi. Một mầm nè, hai mầm nè, 3 mầm nè, bên đây 1 mầm nữa, 4 mầm nè các anh chị. Bung lần như vậy, em nói cái giống này nó khỏe lắm. Cô chú anh chị không có nhiều review về cái này, để anh chị hiểu là cái cây này nó lùm cỡ nào nha. Em còn được 3 cây robot cuối cùng. Anh chị nào có lấy em để cho cô chú anh chị giá 130, cặp 250. Anh chị lấy 3 cây luôn, để 350 nha. Đó, 3 cây cuối cùng cho cô chú anh chị đây. 3 cây, 3 cây robot cuối cùng. Ai tầm hồ điệp, hẹn cô chú anh chị 2 giờ bé Yến sẽ phát like cho cô chú anh chị một cái like chuyên biệt về hồ điệp, đầu like luôn. Còn chiều nay sẽ có một cái dòng cây mà cái mặt là của mẹ, của ba là của người khác nha. Lấy 3 cây đó hả? Mới nãy luôn á, nãy đổi hả? Rổ ghê nha. Rồi nãy kêu lấy cây cao đều, đổi cho nè. Lấy hết luôn đi anh bánh xèo, là lấy 6 cây đi. Lấy 6 cây mẹ em nha. Thiệt năn nỉ đó, lấy hết luôn đi. Cho nó hết, em khỏi nhìn tới nó, em bán nó là giá sale rồi. Cái cây đó bình thường bán 160 rồi, 3 cây 160 là cũng là 400, 480 rồi, mà bán chỉ có 350 thôi. Lấy hết giùm em luôn là 6 cây đi, về cho nó đẹp. Ok không? Ok không? Lấy hết em luôn đi nha. Ok không? Em có 2 cây thỏ đỏ Kiên Giang nè các anh chị. Có 2 thỏ đỏ Kiên Giang thôi nha, hàng chỗ lớn. 2 cây thỏ đỏ Kiên Giang, hai cây lớn, hai đỏ đỏ Kiên Giang 150 một cây. Anh chị lấy cặp này để 260. Hai cây thỏ đỏ Kiên Giang cây lớn, anh chị mua thỏ đỏ Kiên Giang cây nhỏ xíu à. Anh quán bánh xèo lấy tổng 3 cây hay là 6 cây? Em còn lấy hết, lấy luôn thì em đi 3 cây, 6 cây, cây nào cũng đẹp trơn nè các anh chị. Cây thỏ đỏ Kiên Giang mua 70-80 ngàn là cây cỡ này, còn cây chị cây to cao như thế này nha. Cặp này em để chị 260. Thỏ đỏ Kiên Giang được 2 cây mặt bông nha. Lấy 3 cây thôi hả? Ok, lấy 3 cây sau, bỏ 3 cây trước. Hôm nay em bán kỳ đó chị, cái nào cũng còn combo á, chị còn đúng một combo luôn á. Đen Rô Sơn em còn một combo 3 cây 250. Sơn Thủy Tiên em thì đen Lai Thủy Tiên em còn một cây. Sao hôm nay vớt giác cho em bộ chót hết trơn. Đẹp luôn á. Mà chị cũng phạt với em á. Kiên Giang bông đẹp không các chị, cây thì cây lớn nha, cây chậu lớn, cặp này 260. Thỏ đỏ Kiên Giang bây giờ đâu còn đâu, bây giờ cây tấp tủng tấp tè hả, cây chưa đến 10 cm nữa các chị, cây nhà vườn đang nuôi khoảng 10 cm thôi. Cây này cây cao to, có 2 chậu thôi, 2 chậu thôi, không có chậu thứ ba đâu, 2 chậu thôi.
hai cây đỏ đỏ Kiên Giang. Cô chú anh chị nào có lấy có đúng hai cây thôi. Hai cây Kiên Giang 260 ngàn cặp này. Anh chị đừng chê nó, tại vì giống nó rất là đắt. Giống mà những cây cao này nè không có nha. Anh chị có cây nhỏ xíu, cây khoảng 10cm thì có nha. Chốt hai thỏ đỏ cho anh Vinh Lê nè. Em cảm ơn được hai cây à. Em lên một cây nữa. Cây này là cây Sesa Bangkok, máy đẻ vùi hoa của hàng Thái. Hôm bữa anh chị về là cây này bán là 170 cây phải. Cây này vận chuyển về mấy bạn làm bị gãy, ngã gập hai cái thân cắt ra rồi rớt ra khỏi chậu bán sale cho cô chú anh chị. Cây Bangkok này em để cô chú anh chị nha, 110 ngàn, 170, 180 để chị 110 ngàn. Anh chị cứ về bỏ bớt cái vỏ dừa này, anh chị thêm ít than sẽ thông giùm em nha. 110 ngàn. Sesa Bangkok máy đẻ mùi hoa, khách dành nhau quá. Bữa chị gì mua lần 6 chậu luôn á chị. Đây nè, cây này em để 110, có một chậu thôi, để 100 luôn đi, cho bán cái cuối live, cuối live 100. Chết cha, như có quay game đúng không ta? Quay rồi hả? À quay rồi quên. Còn để 100 nè các anh chị, chăm vô đi. Diễn vô thôi. Vô trả sân khấu bà con ơi. Chăm mặt bông. Mặt bông cây Sesa Bangkok trắng, máy đẻ một 100 ngàn, bán sale đó. Mai chiều kiếm cây thứ hai không có đâu, có một cây à, 170, 180 này bán ở đây. Bữa bị gập lá nè, đóng thùng nó bị gập quá nhỉ, cho nên bán sale nè các anh chị. Xiên bông cực kỳ, dùng cái tên là máy đẻ vòi hoa. Có khóa cửa không? Có. Còn cây cuối cùng nha, lấy giùm em luôn đi. 100 ngàn. À chị Hạnh, cây gì đó chị Thủy Thu. Cháu trăm nè, trễ rồi ra biết rồi. Trung ơi. Em lên cô chú em chị, em còn tiếc cái năm nay không biết sao. Anh chị nào có lấy giùm em luôn đi nè. Trông chưa được nha, tốn tiền nhiều la gặp đơn đâu, chưa được. Chị Hạnh chưa chốt được à, hồi nãy em chốt cho chị Hạnh chứ, chị Nguyễn Thị Hạnh số 4. Em lên cô chú anh chị bụi lùm dòng lan mà hài lòng tất cả cô chú anh chị. Còn mấy phút em cũng gán chị, tại vì biết sao em thích nấu cái cây này. B1 dưỡng rễ à, mình xịt lên thân được không cô? Được. Nhân hiếu xịt toàn bộ thân lá. B1 anh chị xịt toàn bộ thân lá, tại vì sao? Nó không có chỉ tập trung bộ rễ. B1 của mình á, nó tưới vào thân lá. Những cái thân, cái diệp lục anh chị sẽ giúp cho anh chị xanh mướt, có vitamin ở trong đó anh chị. Cây anh chị xanh mướt toàn bộ thân lá luôn, chứ không có gì chỉ riêng bộ rễ nha. Chỉ có riêng cái cây hồ điệp khi anh chị tưới phân thì anh chị xin phun vào gốc thôi, còn tất cả các dòng lan còn lại, dendro, cá lai da, kiếm hay tất cả các loại lan còn lại là anh chị phải phun toàn bộ thân lá hết chứ mẹ nha. Đối với phân thì phun toàn bộ thân lá. Em lên cho cô chú anh chị một cái dòng lan nữa, cho em ít phút nữa bắt đầu em trả sân khấu nha. Cho em ít phút nữa thì đáng gắn chiếu lết chiếu chứ, tại vì cái cây này em thích lắm. Đó là cái dòng lan Neo Samurai hoa siêu thơm. Siêu thơm, siêu vòi bông, dễ trồng, không cần kích cũng ra bông. Đó là cái dòng lan Neo. Em bán cô chú đợt trước 190 ngàn các anh chị. Giá bản giá update vẫn còn 190. Cái like này đợt này em về hàng Thái về giá rẻ hơn cho cô chú gì, giá có 150 thôi. Anh chị lấy cho mình ở 170, một cặp là 300, 170 cặp 300 mặt bông. Mà chuẩn bị ốp rồi, trả Yến rồi. Neo Yến ngồi chờ. Mặt bông lan neo nè các anh chị ơi, thơm. Thơm lắm nha. Khách em còn nói ngắt cái bông này, có bông nở ngắt cái bông quăng như nước vẫn còn thơm. Phải đúng không các anh chị? Nếu cô chú anh chị đợt từ tháng 10 khi em bán nó, em bán từ tháng 8 tháng 9 2 tháng là đứt lô lan neo của Thái. Tại vì sao? Khi em bán thì các nhà vườn người ta gom về ta trữ hết chị. Tại vì bụi nó quá đẹp. Và cái đặc điểm cái cây này bán giá trị cao. Bụi lùm, nuôi bụi lùm này giá rất là cao luôn. Đó, anh chị có thể trồng như thế này được nha. Lan neo khi em bán tháng 8 tháng 9
một, một chai xịt ruồi và nửa ký phân. Ok. Em bán tháng tháng 8 tháng 9 đó là có hai đợt thái, em qua quay xem về được hai lần. Hai hay ba lần gì không nhớ, xong là không còn nữa. Tới bây giờ từ tháng 10 năm 2022 tới bây giờ tháng 3, chuẩn bị qua tháng 4 2023 thì em mới về được cho cô chú anh chị một cái lần lan neo nữa. Nếu chị có theo dõi like sẽ thấy nha. Em bán cho cô chú anh bụi lùm như thế này, rẻ hơn đợt trước và bụi rất là đẹp cho mình. Em bán 170.000, anh chị lấy từ hai bụi trở lên giá còn 150 thôi. Bụi nào cũng rất là nhiều thân nha các anh chị. Bụi lan neo như thế này em dành vài phút cho cái này nữa, cô chú anh chị nào có lấy lan neo nữa lấy. À, em dành đem bán thêm cho anh chị thêm bữa nay nữa, yến láng cho hôm gì lai nai nữa, xong rồi ngày mai em cũng về những chậu để em ra thiết kế. Những cái cây này nhà vườn khi người ta nhập các anh chị biết sao không? Người ta bụi này ta tách làm đôi, tách làm đôi là anh chị được hai cái chậu rồi, hai cái chậu tách làm đôi ra trồng thùng cho anh chị. Xài cái chậu mà combo mà 10 cái mà 120.000 á chị, trồng thùng là bán xong giao lại cho chỗ khác, bán tới tay cô chú anh chị là 280.000. Bản thân em cũng cầm cái lúc mà tháng 10 là hết hàng rồi đó, tháng 11 tháng 12 trước Tết em cũng có về cầm cái cây bán cô chị là 280.000, nó bằng phân nửa cây thế này thôi, bằng phân nửa cây thế này thôi. Cho nên vậy sao em muốn dành vài phút em nói về cái cây này để anh chị được đang được mua cây rất là rẻ, cây rất là lùm và rất là có lợi. Một năm chị có được một cái đợt như thế này, lần đầu tiên của năm nay em về cho cô chú anh chị nha. Cô chú anh chị nào chưa có cây này, kiểm lại chưa có cây này thì nên tranh thủ sưu tầm 170.000, chứ không thôi hết cái đợt này. Kể cả khi em về em ra chậu em cũng tách nó ra các anh chị, tách nó ra làm hai, tách nó ra làm hai rồi lấy một chậu trồng thuần bỏ thông cho cô chú anh, một chậu như vậy bán cho cô chú anh phải từ 280.000, hai chậu là 500 mấy chục ngàn nha. Cô chú anh chị nào có lấy là 170.000, em dành vài phút cho cây này nữa rồi chuẩn bị chiều nay chuẩn bị em nấp cái like là khoảng chừng 10-15 phút nữa vô bé Yến sẽ lên cho cô chú anh chị là hồ điệp, mồ điệp rất là đẹp. Và nhớ là cái like tối sẽ có thêm cho cô chú một cái dòng cây mà cái mặt bông là của mẹ bà Liễu và cái thân là của cha Robert. Em về em xách được đúng một cái cây có hai cái bông, nó giống như hai bông này, nó nở rồi, để biết cái bông đó là của bà Liễu nha. Một cái giống lai mới cho mình chiều nha các anh chị, mà giá rất là rẻ. Rồi cô chú anh chị nào có lấy lan neo samurai nữa thì báo giúp em nha. 170 một cây cặp cho cô chú anh chị là có 300 bụi lùm lắm nha cô chú anh chị. Xiên bông và em minh chứng nha. Tại sao nói cái cây này xiên bông là anh chị nhìn nè, cắt từ dưới đây nè, nách lá nào cũng cắt liên tục cho cô chú anh chị nè, nách lá nào cũng cắt bông liên tục dài lên phía trên luôn nha. Đó, một cặp cho cô chú anh chị là 300.000 nè các anh chị. Em nói từ cái nấy lá đầu tiên là đã có cái vòi đá dấu hiệu của khách rồi, xiên bông. Khách em nói đâu cần chơi vòi bông, lúc đó em về em bán cho cô chú hàng có vòi trên là có 30.000. Khách nói không cần bỏ hết bông đi các anh chị, bỏ bông đi phụ chị không cần, tại vì chị biết cái cây này nó xiên bông cỡ nào. Vòi nè các anh chị, nó cắt liên tục. Em giới thiệu cái này khoảng chừng 4 phút nữa thôi, 4 phút lại móp like. Cô chú anh chị nào có lấy này lấy. Nếu mà chị có mua thì có thể hỏi lại với Yến trong cái live chiều và live tối. Còn ngày mai những cây này em cũng cho về em ra thiết kế hết nha. Hai cây này cho anh Nguyễn Phúc Hòa nè, em cảm ơn. Hai cây này anh Nguyễn Phúc Hòa cặp 300. Cặp nữa thôi. Cô chú anh chị nào có lấy cặp này nữa lấy nha. Đó, em dành cho cô chú anh chị coi lại mặt bông em giới thiệu. Rồi các bạn móp like cái này, rồi là sao Yến sẽ vô có quà game cho anh chị luôn, mặt bông. Anh chị để nguyên và em nói về cái cách trồng của cây này xíu, cho em nói về cái cách trồng của cây này xíu. Nè, cây nhà nè các anh chị. Trời ơi, nó lùm như thế này nè. Nè cô chú anh chị. Nè. Cái cách trồng, một là cô chú anh chị để nguyên giúp em. Nha, một là cô chú anh chị để nguyên như thế này treo lên thôi. Để cái nào có nhiều gió giống như Vanda và các dòng rễ gió các anh chị treo có nhiều gió. Thứ hai anh chị ở dưới mà anh chị có cái hồ nước, cái ao cá hay gì, hoặc là sát bên là có cái mương, cái ao gì đó thì rất là tốt, tại hơi gió nó đi qua anh chị, cây này chỉ cần vậy thôi. Còn cách trồng thứ hai là anh chị bỏ vô chậu treo lên. Cách trồng thứ hai, cách trồng thứ ba là cô chú anh chị ốp vào cái khúc gỗ, khúc lũa nha. Cách trồng thứ tư ốp vô cái lù như thế này, em chia sẻ cô chú anh chị luôn. Đấy. Tại vì sao em rất là thích cái hình này. Hello, chào Ron Roy, Mr. Ron Roy. Đây nè các chị. Đây, mà
mặt bông cái đang đem nè các anh chị. Đó, mà bông. Và anh chị nhìn ở đây người ta gấp vào gỗ nè các anh chị. Cách trồng ta treo thứ hai nè. Đó cách đầu tiên. Cách đầu tiên em giới thiệu cô chú anh chị đó, trồng như thế này. Đó, trồng như thế này. Đó, nguyên vàng bông là nở gì hết 100% nha. Đó, anh chị nè, cô chú anh chị nào, cô chú anh chị cứ kiểm ở nhà mình có hay không thì anh chị tranh thủ mua vào hôm nay. Yến sẽ em chuẩn bị up cái like này, Yến sẽ lên cho cô chú anh chị like sau. Anh chị có mua thì mua cái lan chiều và cái like tối nữa. Ngày mai Yến ngay này em cũng cho về ra thiết kế hết được lan neo, tại vì em biết khi mà em mua được sau gần nửa năm mới có được những cái lô như thế này là thật sự cô chú anh chị rất là ưng ý nha. Một cây em đang bán cô chú anh chị là giá 170, mình mua từ hai cây giá 300 đó, 300. Cô chú anh chị nào cứ coi lại like, có muốn thích cây này thì có thể inbox hoặc là khi chiều Yến lên đó thì anh chị có yêu cầu Yến lên cây cho cô chú anh chị nha. Rồi em xin phép offline, phép offline một cây cho chị Quanh Võ Thị Hoàng, lấy cho chị Quanh một cây 170 nha. Cây này thân cao, cây này thân cao đó, cô chú anh chị. Một cây em cảm ơn. Cảm ơn cô chú anh chị nha. Nhớ cho em là chị Yến đang chuẩn bị lên cái chàng hồ điệp phía sau này. Hồi sáng giờ ai cứ đòi em lên hồ điệp á, em hẹn tới giờ chuẩn bị em offline nha. Anh chị tắt cái này, phát cái like lại, shop phát lại là anh chị vô coi giùm em. Có quà game và có hồ điệp đẹp cho chị và giá rẻ bất ngờ lắm luôn. Cây hồ điệp 180, 190 hôm nay giá rất rẻ, rất rẻ nha. Chỉ có một tượng Tết tới nay có về một đợt cho mình. Rồi cảm ơn cô chú anh chị nhiều.